Rất nhanh có chim lục tục bay về ổ, dù có vẻ bất an nhưng cảm xúc của chúng nó ổn định nhiều. Một đám người từ dưới núi chạy nhanh lên, là đám cao tầng vạn thú môn lấy Tây Hải Đường dẫn đầu đáp xuống đỉnh Tụ Linh Sơn, trên cao nhìn quan tình hình hỗn loạn. Tây Hải Đường giống to, xảy ra chuyện gì? An thủ quý chắp tay nói, tạm thời chưa rõ tình huống, chim to bay lượn trên trời ít dần, lục tục bị triệu hoán về tổ. Có lẽ vì thể chất khác nhau nên một số mất khống chế rít gào bay lung tung trên trời lâu hơn mãi không chịu về đám người nghiêu hữu đạo đứng bên mép núi ngoài đình viện xem. Thấy tình hình hỗn loạn đã ngừng, viên cương nghiêng đầu nói. Yên tĩnh rồi đạo ra, nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho viên cương. Viên cương hiểu ý, biết là kêu y trở về lấy tin tức. Bên ngũ lương sơn nhận hàng sẽ thông báo cho bên mình ngay, bên mình cần nắm tình huống trước. Viên cương xoay người đi nhanh, hai người lén lút làm quản phương nghi đứng một bên nghi ngờ, trực giác nói với bà dị biến đêm nay của vạn thú môn có liên quan bên mình. Trần bá, hứa lão lục cũng trở về. Quản phương nghi đến gần như hữu đạo hỏi nhỏ. Đạo gia, hèn gì ta thấy đêm nay ngươi là lạ, có phải ngươi làm chuyện tốt không? Như hữu đạo kinh ngạc hỏi. Ta làm chuyện tốt gì? Quản phương nghi trợn trắng mắt nói. Không thừa nhận, như hữu đạo khó hiểu hỏi. Bà kêu ta thừa nhận gì mới được? Quản phương nghi bĩu môi hướng nơi bình ổn hỗn loạn. Có phải ngươi dở trò quỷ không? Như hữu đạo hỏi lại. Ta làm trò quỷ gì? Hỏi tới hỏi lui trở lại vòng cũ, quản phương nghi câm nín. Thấy rối loạn không rõ tình huống gì, quản phương nghi không nói được Nghiêu Hữu Đạo làm cái quỷ gì, chỉ có thể nghi ngờ hắn. Nghiêu Hữu Đạo dặn dò, nói cho người của bà đêm nay đừng nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Cách xa vạn thú môn, sâu trong núi rừng không nằm trong đại vực vạn thú môn. Năm bóng đen hiện hình dưới ánh trăng từ trên cao đập cánh xả xuống một ngọn núi. Một người nhảy từ lưng chim to xuống, mặc áo đen bịt mặt, đó là Triều Thắng Hoài, y đổi quần áo giấu mặt. Triều Thắng Hoài nhảy xuống đất nhìn quanh, cẩn thận đề phòng. Một lúc sau, một bóng người nhảy ra khỏi rừng, cũng mặc đồ đen bịt mặt. Tối nay sắc trời không sai. Triều Thắng Hoài giả giọng khàn khàn nói, Cuồng Phong Bạo Vũ sắp đến. Đáp đúng ám hiệu hai người mới tiếp xúc. Triều Thắng Hoài giao năm chỉ linh, không nói nhiều bay đi, biến mất trong núi rừng mênh mang. Người áo đen bịt mặt cầm năm chỉ linh ngây người nhìn năm con chim, trước khi giao hàng gã không biết mình nhận cái gì, nghe mệnh đến nơi giờ mới biết là năm con hát ngọc điêu bị rung động mạnh một lúc sau lại có hai người áo đen bịt mặt bước ra khỏi rừng mắt tròn mắt dẹt ngó nhau một con kim xí bay vào đình viện nghiêu hữu đạo đang đọc sách dưới đèn trong đình nghiêng đầu nhìn quản phương nghi ngồi bên cạnh theo dõi không về phòng muốn xem tiểu tử này đang làm cái quỷ gì rất nhanh viên cương đi tới bên cạnh nghiêu hữu đạo yên lặng đọc sách không người cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn thuận lợi năm con vào tay nghiêu hữu đạo ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn viên cương nghi ngờ mình nghe lầm mượn sách ngân cản tầm mắt quản phương nghi như hữu đạo vươn năm ngón tay lật qua lật lại bàn tay muốn xác nhận kỹ viên cương gật đầu biểu thị không sai đúng là năm con phan tâm chiếu bị bất ngờ như hữu đạo dặn triều thắng hoài giới hạn là ba con không ngờ ý kiếm năm con cho hắn theo lý luận bình thường kiếm càng ít càng ổn thỏa như hữu đạo cho rằng triều thắng hoài nhiều nhất đưa ba con cho hắn rất bất ngờ niềm vui bất ngờ như hữu đạo cười nhạt lẩm tên này thật là kẻ lớn gan dữ thật nghiêu hữu đạo biết sự thật nếu biết triều thắng hoài vì bất việc thuốc chết hơn 20 con mới làm ra năm con không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nhưng nghiêu hữu đạo hiểu hành vi của triều thắng hoài nếu xảy ra chuyện thì kiếm ba con hay năm con khi nhận trách nhiệm đều như nhau dù sao đã làm thì thừa dịp một lần ăn no chờ xem bên như hữu đạo có thực hiện lời hứa không nếu không phải sợ kiếm nhiều con dễ bị lộ thì triều thắng hoài đã đưa đến càng nhiều như hữu đạo nghiêng đầu nói nhỏ kêu bên kia sắp xếp ổn thỏa đừng vọng động chờ tin tức của ta viên cương gật đầu rời đi ánh mắt giao nhau với quản phương nhi thấy mắt bà tràn đầy khó hiểu viên cương vừa đi quản phương nhi liền đứng dậy vòng ra sau lưng như hữu đạo hai tay đặt lên vai hắn xoa bóp vai với sức mạnh vừa phải đạo gia ta gan nhỏ đang trong địa bàn của vạn thú môn đừng hù ta đừng giấu ta được không không xem ta là người mình không tin ta sao nghiêu hữu đạo cười nói không định giấu bà chỉ muốn cho bà sự bất ngờ. Quản phương nghi tựa vào vai hắn, thổi hơi vào tai hắn. Bất ngờ gì, đừng nói là hù sợ nhé. Như Hữu đạo nói, lúc trước ta có hứa sẽ tặng bà món quà bù đắp mất mát, ta nói chuyện giữ lời. Mắt quản phương nghi sáng lấp lóe reo vui bên tai hắn. Qua gì, Như Hữu đạo không chịu nói. Đừng hỏi nhiều, đã nói là bất ngờ, bây giờ bà biết thì còn gì vui, cứ yên tâm chờ. Không nói là tránh cho quản phương nghi lo âu hoảng hốt, chờ việc đã qua, xác nhận thật sự dàn xếp ổn thỏa thì bà có thể vui vẻ nhận lấy, giờ nói ra mới thật sự hù sợ. chương 751, mượn ít tiền dùng một. Quản Phương Nghi khinh thường nói, nhưng lòng rất mong chờ. Xì, si, làm như ta hiếm là quà của ngươi lắm. Quản Phương Nghi chắc chắn cái gọi là quà liên quan động tính đêm nay của vạn thú môn, làm nguyên tông môn hỗn loạn như vậy thì sẽ là món quà thế nào? Cái tên chết tiệt này không chịu nói, làm lòng người ngứa ngay. Đêm nay vạn thú môn đã định trước không ngủ, không nói người khác tây hải đường phải ứng đối trưởng môn các đại phái chạy tới hỏi có chuyện gì việc xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài tây hải đường sẽ không tuyên dương với bên ngoài chuyện xảy ra trong môn phái lấy lý do khác qua loa sáng hôm sau chiều kính an thủ quý cùng đến đại điện chính cung không đợi hai người chào tây hải đường đã hỏi ngay tìm được chưa biến dị đêm qua có hai con chim to từ vách núi rất xuống ngã xuống xác nằm dưới chân ổ ưng còn năm con không thể chịu hồi Vạn thú môn phái nhiều người phối hợp tụ linh sơn tìm bốn phía, do Triều Kính phụ trách việc tìm kiếm. An thủ quý lặng im cúi đầu, qua một đêm sắc mặt tiểu tụy nhiều. Triều Kính nhìn đám cao tầng, trầm giọng nói: "Đã tìm được, năm con hắc ngọc điêu chết ở các nơi núi rừng ngoài núi, trong núi nhiều dã thú, khi tìm được xác chết thì đã bị cắn không thành hình, mang về cũng không được gì, lo là ôn dịch, có đệ tử canh giữ chờ trưởng môn quyết định xử trí." Tây Hải Đường nổi giận, lại chết 7 con, chim ở linh hóa cốc Tụ Linh Sơn liên tiếp xảy ra chuyện, hai trưởng lão phụ trách làm ăn kiểu gì. Cứ tiếp tục thế này có phải muốn toàn bộ chết sạch mới cam lòng. Cho hai người một tháng phải điều tra ra nguyên nhân biến dị, không đưa ra giải thích được thì nhường vị trí lại cho hiền đi. An thủ quý, mau vô song không nói gì được, hai trưởng lão tiểu tụy chắp tay nói. Rõ, tin tức rất nhanh truyền vào tai Triều Thắng Hoài, y luôn cao độ chú ý động tính việc này. Khi biết dưới chân ổ ưng ngã chết hai con thì Triều Thắng Hoài rất bất ngờ có thể nói là niềm vui bất ngờ có thêm hai con bị ngoài ý muốn che giấu cái chết của năm con khác chiều thắng hoài đoán là vì thể chất loài chim khác nhau một số phản ứng mãnh liệt với dược vật thật ra tìm được xác năm con chim ít nhiều nhờ công lao của Triều thắng hoài khi biết da da của mình lo việc siêu tầm thì y cũng tham gia vào lén chỉ dẫn chút mới không khiến siêu tầm chậm trễ quá lâu chiều thắng hoài thở phào có người thì căng thẳng chết thần bình rút thời gian tìm chiều thắng hoài tìm đến phòng nhỏ trong núi của y Tuy Triều Thắng Hoài là tôn tử của triều kính nhưng địa vị, tư lịch có hạn, không tư cách ở trong sân, được ở một mình một căn nhà là đã ưu đãi. Thần Bình vừa vào cửa Triều Thắng Hoài liền chạy ra ngoài nhìn ngó, sau đó rút vào phòng, mặt nhăn nhô với Thần Bình. Triều Thắng Hoài nhỏ giọng trách, Tụ Linh Sơn xảy ra chuyện, lúc này ngươi chạy đến đây làm gì? Thần Bình chụp cánh tay Triều Thắng Hoài nói với vẻ mặt nghĩ mà sợ. Sư huynh hãy thành thật nói cho ta biết đi, chuyện đêm qua có phải là sư huynh làm không? triều thắng hoài hất tay thần bình ra biểu tình tức giận nói làm gì mà làm người nói cái quỷ gì lời này có thể nói lung tung sao thần bình sốt ruột nói vậy năm chỉ linh là sao năm con hát ngọc điêu bay mất nếu bị điều tra ra thì ta không thoát được dính líu triều thắng hoài biết thần bình sợ hai tay vịn vai gã nói nhỏ người yên tâm sự việc đã qua rồi cũng tìm được năm con chim mất tích chúng nó đã chết tông môn tìm được xác năm con hát ngọc điêu sẽ không điều tra về chúng nó được có muốn cha cũng là cha nguyên nhân cái chết tin tức của thần bình không nhanh nhạy nhạy bằng triều thắng hoài kinh ngạc hỏi thật không triều thắng hoài lường thần bình ta lừa ngươi làm chi chuyện lớn như vậy có thể giấu giếm sao ngươi tin thì trở về chờ không lâu sau bên tụ linh sơn các ngươi sẽ chuyển ra sư đệ yên tâm ta sẽ không hại ngươi hại ngươi thì ta có lợi gì chẳng phải là gặp xui theo ngươi sao nghe triều thắng hoài nói vậy thần bình hơi thả lỏng thần kinh hỏi dò sư huynh chuyện đêm qua là sư huynh làm phải không? Chiều thắng hoài thề thốt phủ nhận, nói hưu nói vượn, ta vốn định tìm cơ hội mượn mấy con hắc ngọc điêu lên mặt với người ngoài, ai biết ra chuyện như vậy, hại kế hoạch của ta ngâm nước. Nói thật là đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm ta cũng rất bất ngờ. Ngược lại là ngươi, sau khi trở lại nhớ cẩn thận, hôm qua phi cầm bên linh hóa cốc xảy ra chuyện, buổi tối phi cầm bên tụ linh sơn cũng có chuyện, không chừng đúng là phi cầm truyền nhiễm ôn dịch, không thể không phòng. Ngươi làm việc cẩn thận chút, nên cách ly hãy cách ly, đừng để khi ngươi làm việc lại xảy ra chuyện gì. Triều Thắng Hoài sẽ không nói ra sự thật vụ việc, thần bình nửa tin nửa ngờ giải thích của Triều Thắng Hoài, mơ hồ bị đuổi đi. Thần bình vừa đi không lâu thì Cao Lam tìm tới, Triều Thắng Hoài vừa chạm mặt đã mắng, ngươi muốn chết phải không, hiện tại còn dám chạy đến tìm ta, Cao Lam sợ thật, gã biết chuyện đêm qua chắc chắn liên quan đến mình bỏ thuốc. Cao Lam vào phòng đóng cửa lại, kéo Triều Thắng Hoài vào góc. Sư huynh nói dược lượng nhẹ không độc chết mà. Sư huynh nói là nhìn gai mắt ai đó muốn tìm cơ hội tạo rắc rối cho người ta nhưng bây giờ là sao? Về lượng thuốc thì triều thắng hoài cũng muốn tìm như hữu đạo hỏi là hắn nói lượng thuốc nhẹ sẽ không chết, ai ngờ làm hai con chết. Nhưng nói đi phải nói lại trước khi hành động triều thắng hoài đã bắt động vật nhỏ thí nghiệm rồi, nếu không nắm chắc y sẽ không lỗ mãng hành động. Ước chừng hai con chim đã chết không phải bị độc chết là vì phản ứng chúng thuốc quá lớn nên rơi từ trên vách núi xuống không kịp đập cánh bay lên bị té chết người hỏi ta thì ta biết hỏi ai người nghĩ ta muốn làm như vậy sao sư đệ việc này hãy để nó nát trong bụng đừng nhắc với bất cứ ai nếu không thì sư đệ sẽ không gánh nổi trách nhiệm đó sư huynh dù ta không nhắc đến thì có ích gì bị điều tra ra là tội chết sư đệ chuyện đã vậy rồi chúng ta chỉ có thể xem như không xảy ra người yên tâm chỉ cần ngươi không thừa nhận thì không ai điều tra ra sự thật được. Vẫn câu cũ, ngươi bị gì thì ta cũng khó sống yên, nên cứ yên tâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ tìm ngươi nghĩ cách giản xếp, tuyệt đối không để liên lụy ngươi. Sư đệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngậm chặt mồm, dù ngươi có khai ra ta thì ta sẽ không thừa nhận. Bên trên có người nói giúp ta, đến lúc đó không biết ai mới là kẻ gặp xui. Chỉ cần bên ngươi ổn định thì sự việc trôi qua, xong chuyện chúng ta là người trên một chiếc thuyền nếu không sẽ thành kẻ thù. Tốn nước miếng nói mãi mới đuổi Cao Lam đi, Triều Thắng Hoài không ở yên, bên hệ Triều đã thả lỏng kiềm chế y, thế lại y lặng lẽ đi tìm Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ở trong phòng đả tỏa tính dưỡng tinh thần, viên cương gõ cửa vào nói nhỏ. Đạo ra, treo cờ, Ngưu Hữu Đạo mở mắt ra mỉm cười nói, đến đòi nợ rồi, ta khá thích năng lực làm việc của tiểu tử này, đáng tiếc. Kêu Hồng Nương lại đây một chuyến, viên cương xoay người đi ra ngoài. Nghiêu hữu đạo ung dung bước ra ngoài cửa phòng, quản phương nghi thướt tha đi tới, từ xa lên tiếng. Đạo ra có gì dặn dò, nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng chờ quản phương nghi tới gần, cười nói. Cho mượn ít tiền dùng, nhắc tới tiền, quản phương nghi mặt biến sắc ra vẻ miễn bàn, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu cười lạnh nói. Không có tiền, mệt ngươi không biết ngược, là nam nhân mà không có việc gì xòe tay đòi tiền nữ nhân, có cần mặt nữa không? Nghiêu hữu đạo cười cười, trước kia cũng đưa nhiều cho bà rồi. Quản Phương Nghi buồn cười, trước kia, người cũng biết nói là trước kia, đúng, người cho ta ít tiền nhưng người cũng ném đống người cho ta nuôi, người này không thể bạc đáy, người kia không thể lơ là. Còn ngươi nữa, ngươi tu luyện tiêu hao linh đan một mình ngươi bằng mấy người. Tất cả không phải đều là ta bỏ tiền ra mua sao? Chương 752, mượn ít tiền dùng hai. Nghiêu Hữu Đạo vẫn cười nói, nhưng cũng không tiêu nhiều vậy đi, Quản Phương Nghi kiên quyết không đồng ý, người cũng nói là cho ta đã cho ta làm gì có đạo lý lấy về vào tay lão nương là của lão nương không có tiền nhìn xem bà cần gì như thần giữ của ta đã nói là mượn ta mượn rồi chờ lúc sau sẽ trả lại không mượn trả lại gấp đôi nói nghe hay hơn hát chưa biết khi nào trả lại được còn không biết ngược nói gì mà gấp đôi cứ vẽ bánh nướng cho lão nương thật sự không đưa không là không nếu bà không đưa thì ta tìm vạn thú môn lấy quản phương nghi buồn cười phẩy tay ha ha đi đi có thể tìm vạn thú môn đòi thì kiếm ta làm chi. Đi, đi mau, tốt nhất là đòi về nhiều chút. Nghiêu hữu đạo chậm rãi nói, quên nói cho bà biết, sau khi văn tâm chiếu tát bà hai cái cửu sơn tìm đến ta, vì làm sự việc chìm xuống nên đưa ta một trăm vạn kim tệ. Nhưng sao ta có thể không cốt khí nhận lấy, một chốc hồ đồ đã từ chối, thôi ta tìm cửu sơn đòi lại. Nói rồi nghiêu hữu đạo rút kiếm định đi, quản phương nghi không cười nổi, mặt biến sắc quát, đứng lại, nghiêu hữu đạo còn chưa nhấc chân, hắn chống kiếm trước mặt, hỏi. Có gì chỉ giáo, quản phương nghi cắn răng, cừu sơn thật sự lấy 100 vạn kim tệ giàn xếp văn tâm chiếu đánh ta hai cái tát. Nghiêu hữu đạo khẽ thở dài, không lẽ ta lấy chuyện này ra lừa bà, vậy bà đi cùng ta, cho ba làm người chứng kiến chịu không? Quản phương nghi hận ngứa răng, từ khi theo tên này luôn bị hắn xoay như dế, tên khốn này luôn có cách buộc bà thỏa hiệp. Quản phương nghi không nuốt trôi cục tức này nhưng không thể làm gì người ta quản phương nghi nghiến răng nghiến lợi nói nói đi muốn bao nhiêu nghiêu hữu đạo giơ một ngón trỏ không nhiều một trăm vạn kim tệ quản phương nghi trợn to mắt nói một trăm vạn kim tệ có thể trôn sống người còn bảo là không nhiều vậy bao nhiêu mới tính nhiều họ nghiêu lão nương phát hiện người tiêu tiền không dùng đầu óc sao vừa ra tay là mười 10 vạn trăm vạn tưởng tiền là nhặt trên đường nghiêu hữu đạo ngoắc ngón tay đừng rông dài mau đưa cho ta quản phương nghi bực tức xoay người không biết lục tìm cái gì tránh mặt Ngưu Hữu Đạo, khi bà xoay người thì ném tấm ngân phiếu Thiên Hạ Tiền Trang. Ngưu Hữu Đạo giơ tay che bắt lấy ngân phiếu, xoay lại nhìn, là từ ngân phiếu 100 vạn kim tệ chứa trong Thiên Hạ Tiền Trang, không khác gì 100 vạn kim phiếu, bằng vào ngân phiếu này có thể tùy thời lấy tiền từ Thiên Hạ Tiền Trang ở các nơi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ nhét vào tay áo, đưa sớm cho ta chẳng phải xong rồi, làm tốn miệng lưỡi. Quản Phương nghi hung hăng nói, "Đưa, duỗi thẳng lưỡi rồi hẵng nói chuyện, làm mợn" mượn phải trả lại gấp đôi nghiêu hữu đạo vui vẻ cảm ơn rồi chống kiếm xuống bậc thang rồi 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 là mượn trả lại gấp đôi tạ quản phương nghi mắng xối xả sau lưng nghiêu hữu đạo lão nương ở phú phương viên nhiều năm toàn là nam nhân đưa tiền cho ta gặp phải kẻ ăn cơm mềm như ngươi khiến lão nương đưa tiền ngược lại lão nương xui tám đời nghiêu hữu đạo vẫy tay không thèm nghe vào tai khe núi hai người một sáng một tối lại chạm mặt hai bên vừa gặp nhau chiều thắng hoài nói ngay đã giao năm con hát ngọc điêu cho người của ngươi ngươi đừng nói là không thu được như hữu đạo nói ngươi yên tâm con người của ta không nợ tiền làm tốt lắm đã nhận triều thắng hoài hỏi tiền đâu như hữu đạo quan sát bốn phía rồi làm như vô tình bắn ra cục ngân phiếu vào khe hở đá núi phía sau thủy la triều thắng hoài chờ một lúc sau ngữ điệu khác là hỏi mới có một trăm vạn không phải nói là một con một trăm vạn sao ta đưa cho ngươi năm con như hữu đạo nói gấp cái gì không cho ngươi chịu thiệt, chẳng qua trên người không mang nhiều tiền mặt như vậy. Có ai rảnh dối mang một đống tiền trên người chuốc rắc rối không? Yên tâm, đợi lát nữa sẽ xếp người liên lạc với ngươi, không thiếu một đồng. Triều Thắng Hoài hơi tức giận, thứ nói miệng không bằng chứng hỏi y làm sao tin tưởng được. Nhưng chuyện này vốn đặt cược vào nhân phẩm của đối phương, dù người ta không trả đồng nào thì Triều Thắng Hoài không thể làm được gì, nói sao thì cầm 100 vạn còn hơn là không có gì. Tuy ra ra là trưởng lão vạn thú môn nhưng cả đời Triều Thắng Hoài lần đầu tiên có được 100 vạn kim tệ thuộc về mình. Tuy nhiên từ 500 vạn biến thành 100 vạn, Triều Thắng Hoài không tức giận mới lạ, vì làm ra năm con chim có biết hy hi mạo hiểm lớn cỡ nào không? Nhưng Triều Thắng Hoài càng quan tâm một việc khác, sự việc đã ổn thỏa, cũng cho ngươi vớt được lợi lớn như vậy, ngươi mau đi đi. Triều Thắng Hoài không nhắc đến còn đỡ, nghe nhắc Ngưu Hữu đạo trầm ngâm nói: "Tạm thời không đi, còn lại 400 vạn kim tệ" chờ vài ngày người đưa tiền đến đây đi. Ngẫm lại chuyện về sau khó ai nói trước được, thanh toán xong tiền hàng không ai nợ ai là tốt nhất, tránh cho gây ra hiểu lầm gì. Đợi ta rời khỏi vạn thú môn thì nợ giữa chúng ta xóa bỏ, có nói gì ta cũng sẽ không nhận, từ nay là người qua đường. Xong chuyện đừng liên lạc nhau nữa, coi như chưa gặp mặt, làm vậy tốt cho cả hai. Người thấy sao, chiều thắng hoài nghe câu đầu thì bùng cháy lửa giận, bản năng cho rằng đối phương nuốt lời, đang lừa phỉnh mình, y tính nổi điên nhưng nghe đoạn sau thì như thao nước lạnh dập tắt lửa giận của Triều Thắng Hoài, vài đốm lửa cũng chỉ lập lòe. Triều Thắng Hoài bị chặn họng, giấy ruộng giữ 400 vạn kim tệ. Đó là 400 vạn kim tệ, chờ vài ngày là lấy được, Triều Thắng Hoài không tiếc đánh nhiều hữu đạo trong huyễn giới là vì cái gì. Muốn thờ ơ với 400 vạn kim tệ là chuyện rất khó lựa chọn. Triều Thắng Hoài còn quá non với nhiều hữu đạo, không cần hắn thật sự ra tay đã bắt được điểm yếu của y, dễ dàng xoay ngược mưu tính nóng lòng của y chuyện chưa làm xong sao Ngưu Hữu Đạo có thể dễ dàng bị đuổi đi. Không đội chiều thắng hoài bình tĩnh suy nghĩ lại Ngưu Hữu Đạo tự quyết định bỏ qua việc này. Chuyện hôm qua không có sai sót gì đi, hãy kể lại kỹ quá trình. Chiều thắng hoài khó khăn do dự bản năng trả lời theo câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, nói xong y chợt nhớ ra cái gì. Phải rồi, có chuyện cần ngươi giúp ta một tay, cũng là giúp chính ngươi. Ngưu Hữu Đạo đang suy nghĩ quá trình Triều thắng hoài hành động, sau đó hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi. Triều Thắng Hoài nói, bốn sư đệ tham dự chuyện này không thể giữ lại, sớm muộn gì sẽ là tai họa ngầm. Nhưng ta không tiện ra tay, thực lực của họ và ta không tranh bao nhiêu, không thể để người nào nữa biết chuyện này, ta khó tìm người khác. Người hãy nghĩ cách giải quyết họ giúp ta. Như Hữu Đạo đã hiểu, giết người diệt khẩu, hắn phát hiện Triều Thắng Hoài cũng là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, nói giết sư huynh đệ đồng môn của mình không chút do dự. Như Hữu Đạo khẽ ừ, biết, người yên tâm, việc này giao ta giải quyết. Chờ ta đi rồi sẽ để lại người ở thành vạn vật chờ ngươi thông báo, ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp, bài bố xong báo người của ta hành động là được." Triều Thắng Hoài nói, "Đi mau đi, trong lúc ở lại nhớ đừng gây sự thêm." Ngữ điệu của Triều Thắng Hoài đã không sốt ruột đuổi đối phương đi, chờ mấy ngày là lấy được 400 vạn kim tệ, nặng trịch trong lòng y. như Hữu Đạo nói, "Ta không muốn gây chuyện ưng sợ có người chọc vào ta, nên ngươi nhớ theo dõi kỹ mấy kẻ không thích ta, để ta bình an rời đi." Triều Thắng Hoài nói, còn một chuyện có phải ngươi nên giải thích với ta không như hữu đạo hỏi chuyện gì nói đi triều thắng hoài hỏi hà hữu kiến ngươi nên giao hắn cho ta như hữu đạo đáp chết lâu rồi triều thắng hoài tức giận nói ngươi bớt giờ trò đi đến bây giờ còn muốn lấy hắn áp chế ta sao ta xảy ra chuyện thì vạn thú môn sẽ khiến toàn thiên hạ truy sát ngươi như hữu đạo nói bản thân ngươi cũng hiểu đạo lý đó thì bây giờ ta còn cần dùng hắn áp chế ngươi sao Người ngấm lại lối ra huyến giới bị người vạn thú môn canh giữ, người cảm thấy ta sẽ mạo hiểm đưa hắn ra huyến giới. Khi đó đùa với người thôi, đương nhiên trò đùa không buồn cười chút nào. chương 753, ôm cây đợi thỏ. Triều Thắng Hoài câm nín, ngấm lại cũng đúng, nhưng vì có lý nên càng thấy bực tức, vì một người chết mãi đi tới một bước này. Bình thường Triều Thắng Hoài tự thấy mình khá thông minh, hôm nay bỗng cảm giác mình như đồ ngốc trong tay người ta. Như hiểu đạo biết suy nghĩ của Triều Thắng Hoài, an ủi. Huynh đệ, nghĩ thoáng chút, không có chuyện này thì cả đời ngươi chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy, có gan mới làm giàu, đúng sai không quan trọng, quan trọng là mục đích của ngươi đạt tới đúng không? Nếu ngươi muốn thấy người mới yên tâm thì, ta không nỡ tách lìa hai huynh đệ, nếu ngươi có lòng thì đi chỗ ngươi và hai huynh đệ chém giết tìm, chôn chung hai huynh đệ dưới cây hoa đó. Được rồi, ta về trước đây, ở lâu chọc người nghi ngờ, có chuyện gì thì liên lạc như cũ. Nghiêu Hữu Đạo mới rời khỏi khe núi đi đến đỉnh viện thì thấy Viên Cương xài bước đi tới. Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, Viên Cương nói nhỏ vào tai hắn. Tin tức của Trần Quy Thạc đến rồi, đã đưa thư cho Tiêu Giao Cung, đang chạy tới chỗ tiếp theo. Nghiêu Hữu Đạo khẽ cười nói, tin tức của chúng ta tới rồi, xem ra Long đại trưởng môn ở đây rất nhanh sẽ nhận được tin, Đại Thiền Sơn có bất ngờ lớn. Một con kim xí sí từ trên trời lao xuống khách viện chỗ ở của Tiêu Giao Cung. Rất nhanh dịch thư đi nhanh giữa đình đài lầu các đến bên tháp thấp trong đình nước, hai tay dâng mật thư. Dịch thư nói, sư phụ, trưởng lão trong cung truyền tin đến. Long hưu khoanh chân đả tỏa chậm rãi thu công mở mắt ra, nhận mật thư đọc thoáng qua, cau mày lẩm bẩm. Bác Châu muốn quy thuận, dịch thư không lên tiếng, nàng nhận thư nên có xem nội dung trong đó. Long hưu đọc thư, ngẫm nghĩ rồi hỏi, lần trước người của Đại Thiền Sơn đã đến đúng không? Dịch thư trả lời, đúng vậy, Trưởng lão Đại Thiền Sơn Hoàng Thông cầu kiến sư Tôn nhưng sư Tôn không gặp. Long Hưu nói: "Đi tìm hiểu họ ở đâu, kêu hắn đến gặp bản cung." Dịch thư lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Rõ, một con ngựa chạy nhanh trên đường cái, kỵ sĩ quất roi dục ngựa không ngừng chạy trên đường cái xuyên qua núi rừng. Kỵ sĩ là Tống thư, thấy núi cao lồng lộng ẩn hiện sau núi rừng, làm người gửi thư Tống thư nâng cao tinh thần. Rốt cuộc sắp đến nơi, tuy nhìn núi gần chạy chết người nhưng qua khu rừng này thì cách Vô thượng cung không xa. Tống Thư mới xông vào núi rừng không lâu buộc phải ghim cương tỏa kỵ thở gấp. Một chiếc xe hư chặn giữa đường, hình như bánh xe bị gì ngã lăn lóc, Sa Phu đang chỉnh sửa dưới gầm xe. Một bên là vách núi, bên kia là sườn dốc nên Tống Thư phải ngừng lại. Tống Thư dục ngựa chậm rãi tiến lên quát, làm phiền dắt ngựa đi để người ta qua. Màn che cửa sổ thùng xe bị vén lên, trưởng quầy tiếu thiết của băng tuyết các lưu tiên tông ló mặt ra nhìn Tống Thư đeo mặt nạ. Thấy là tiếu thiết thì Tống Thư mặt biến sắc, may mắn có mặt nạ che khó nhận ra người hơi nghiêng đầu né ánh mắt của tiếu thiết tại sao tống thư tái mặt vì hai người quen biết lưu tiên tông phù vân tông linh tú sơn vốn là môn phái phụ thuộc vào quyền thế của tống gia nói là tay đấm được tống gia nuôi làm việc cũng không quá mức quyền thế đến trình độ như tống gia sẽ nuôi dưỡng chút thế lực trong giới tu hành hỗ trợ làm việc dù sao là thiên hạ của tu sĩ có nhiều chuyện cần dựa vào tu sĩ giải quyết Tống thư dù gì lăn lộn trong giới tu hành nhiều năm, sao có thể không đi băng tuyết các kiến thức một phen? Với thân phận năm xưa của Tống thư đi băng tuyết các thử hỏi trưởng quầy Tiếu Thiết sao có thể không nhiệt tình chào hỏi? Hai người biết mặt, Tiếu Thiết cười nói, nghe giọng rất quen, nhưng khí thế trong mắt không như năm xưa. Tống Tam gia, nhiều năm không gặp, người xưa gặp lại sao giả vờ không quen? Tam gia, Tiêu Mỗ cùng kính chờ tại đây đã lâu, may mắn Tam gia không làm Tiêu Mỗ thất vọng nếu không thì tiêu mỗ không biết nên ăn nói thế nào với tông môn. Nghe câu này tim tống thư rất cái bịch, dứt khoát bay lên lao hướng núi rừng muốn lẩn vào đó chạy trốn. Tống thư ở giữa không trung bỗng có hai người nhảy ra từ núi rừng ngăn cản. Hai bên rút kiếm giữa trời trong khoảnh khắc đánh nhau, liên tiếp có người lao đến vây công. Đùng, thùng xe vỡ thành nhiều mảnh, tiếu thiết lao ra tham gia vào đánh nhau. Trong tiếng ẩm ý ngựa bị giật mình hí vang chạy lung tung. Tiếng động ồn ào chỉ trong giây lát, Tống thư đổ máu ngã xuống đất bị tiếu thiết đạp lên ngực khó nhúc nhích. Kiếm trong tay tiếu thiết gác lên của tống thư. Tiếu thiết là tu sĩ kim đan, đại biểu lưu tiên tông đi băng tuyết các tọa chấn thì thực lực đương nhiên không tầm thường. Thực lực của tống thư bình thường, thiên phú tu hành tầm thường, kinh nghiệm liều mạng đánh nhau không nhiều. Năm đó tống thư có thể uy phong ở thượng thanh tông đơn thuần vì bối cảnh ra thế, mà nhờ ra thế như vậy nên cũng ít có cơ hội liều mạng. Một mình tiếu thiết có thể xử tống thư huống chi có một đám người vây công càng dễ bắt giữ. Tống Thư căm hờn giống to, cầu tặc phản bội chủ sẽ bị trời phạt, tiếu thiết cười lạnh, nếu không phải bên trên yêu cầu bắt sống thì gã đã làm thì Tống Thư tại chỗ. Tiếu thiết dùng kiếm vỗ mặt đối phương, tam gia, Phượng Hoàng suy suốt thì không bằng gà, miệng lưỡi bén nhọn không ý nghĩa, xoát. Hai người lại gần kiềm chế Tống Thư kéo vào rừng điều tra. Tiếu thiết quan sát bốn phía, bỏ bảo kiếm vào bao, phất tay ra hiệu. Có người nhanh chóng thanh lý hiện trường, mảnh nhỏ thùng xe chặn đường bị ném xuống khe rãnh làm xe ngựa chặn đường cũng vì bất đắc dĩ không thể thấy ai liền ngăn cản cha hỏi đi nơi này cách vô thượng cung không xa lỡ chặn phải đệ tử người ta thì rắc rối chọc vào cao nhân khác cũng khó chịu may mắn nghiêu hữu đạo đã chỉ rõ tuyến đường cho rằng tống thư sẽ không đi lòng vòng mà chắc chắn đi con đường tới thẳng mục đích cộng thêm bên này biết mặt tống thư nên dễ làm nhiều người đi ngang qua đều bị ngăn lại không phải mục tiêu thì kéo xe ngựa nhường đường cư xử khách khí tránh cho chọc vào rắc rối vấn đề duy nhất là không biết sẽ đi nơi nào rước trong ba nhà bách xuyên cốc vô thượng cung thiên nữ giáo nên người của lưu tiên tông phù vân tông linh tú sơn chia ba đường canh chừng giữa đường ôm cây đợi thỏ tránh cho bỏ lỡ kết quả tống thư đụng vào lưu tiên tông dày vò một phen trong rừng một đan dược soát ra ba phong mật thư bao trong giấy dầu hiến cho tiếu thiết đã tìm được rồi thưa sư thúc tiếu thiết cầm lấy nghiệm sơ nở nụ cười không vui không được tông môn nói nếu làm tốt sẽ tính công lớn phá cách thăng cấp trưởng lão. Vị trí trưởng lão trong môn phái có giới hạn, thôn thường thiếu ghế mới bổ sung người vào, không dễ phá chác. Huống chi không chỉ mình thiếu thiết muốn vị trí này, nếu thật sự tuyển dụng thì không đến lượt gã, giờ việc tốt này đã vào tay gã. Lưu tiên tông ngoại lệ cũng vì bất đắc dĩ, làm hỏng chuyện là bị nghiêu hữu đạo uy hiếp xóa sổ khỏi Nam Châu. Thử hỏi gặp cơ hội tốt ngàn năm một thuở như vậy sao tiếu thiết có thể không lên tinh thần 12 phần ứng đối. May mắn không làm nhục mệnh, được như mong muốn. Tiếu thiết cất thư, phất tay, một đám người mang theo mục tiêu bị bắt nhanh chóng biến mất sâu trong núi rừng. Dòng suối trong veo chảy dì rào, mấy đệ tử vạn thú môn thất bại ngồi sổm cạnh con suối giặt đồ, giặt cho mình, còn phải giặt cho sư huynh khác, nếu không như vậy thì sao gọi họ là thất bại, sống không tốt trong môn phái, phải xem sắc mặt của người ta. Chu thiết tử là một trong số đó, không biết nhiều về tin tức bên ngoài, gần đây hay hỏi thăm chuyện về như hữu đạo, Chu Thiết Tử nghe sư huynh phía đối diện nhắc đến Nưu Hữu Đạo thích kết bái với người, ngẩng đầu lên đặt câu hỏi. Nưu Hữu Đạo có nhiều huynh đệ kết nghĩa sao? Sư huynh phía đối diện cười nói, có nhiều hay không thì không biết nhưng nghe nói hắn thích kết bái với người, tuy nhiên loại người đó làm gì thật lòng kết bái với ai, đơn giản là lợi dụng nhau. Chương 754: Bị Nưu Hữu Đạo lừa. Hắn ta nói tiếp, nghe nói giới tu hành có tán tu đại danh đỉnh đỉnh tên là Lệnh Hồ Thu đồn là hắn kết bái với Ngưu Hữu Đạo xong ở kinh thành nước Tề bị bắt vào tù, Ngưu Hữu Đạo bỏ lại huynh đệ kết nghĩa chạy. Còn có trưởng lão Thiên Ngọc Môn bên Nam Châu tên Phong gì đó cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì phải, nhưng là huynh đệ kết nghĩa thì sao? Nghe nói bây giờ hắn đấu chết sống với Thiên Ngọc Môn. Không nói cái khác, lần trước Trần trưởng lão mới chết cũng là người của Thiên Ngọc Môn, sư huynh đệ của huynh đệ kết nghĩa chết nhưng người có thấy hắn lộ mặt tế bái không? Không thèm làm bộ luôn, nghe mấy lời này lòng Chu Thiết Tử trùng xuống tay giặt quần áo nhưng lòng rối bời thời tiết tốt Như hữu đạo và quản phương nhi leo lên ngọn núi sau đình việt trên cao nhìn xa ngắm cảnh đẹp bốn phía quản phương nhi xúc cảnh thương tình cảm thán năm đó rời khỏi núi hoang vào hồng trần giờ ngẫm lại không biết đúng hay sai có lẽ chết già trong núi rừng là lựa chọn không tệ nghiêu hữu đạo không hỏi chuyện quá khứ của quản phương nhi nghe bà nói vậy không kiềm được hỏi bà xuất thân núi rừng quản phương nhi chậm rãi ngước nhìn trời mắt mờ mịt không đáp lại Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười nói, giờ trong núi rừng cũng bốn phía sát khí, một con kim xí bay qua đỉnh đầu hai người vào đỉnh viện bên dưới. Lát sau viên cương chạy lên núi nhưng không đến gần, Ngưu Hữu Đạo thong thả bước tới gần viên cương, khóe mắt quản phương nghi liếc qua, khó chịu hầm hừ. Lén la lén lút, viên cương báo cáo, đạo ra, tai mắt bên ngoài nói trưởng môn đại thiền Sơn Hoàng Liệt đến. Ngưu Hữu Đạo nhướng mày nói, tốc độ nhanh thật, xem ra vì nhận được tin tức ngựa không ngừng vó đến thật vất vả mà không làm dối thời gian dự tính của ta đến đúng lúc cừu sơn lại ra sơn môn nghênh khách hoàng trưởng môn hoàng liệt dẫn mười mấy người phong trần mệt mỏi đến chắp tay cười nói cừu huynh thăng cấp trưởng lão vạn thú môn không thể tự mình đến chúc mừng xin thứ lỗi cừu sơn phất tay nói quá lời thăng cấp trưởng lão chứ có gì cừu sơn không muốn làm rầm rộ nếu bốn phương đến chúc mừng thì hơi quá mức người trong vạn thú môn nhìn như thế nào. Cửu Sơn biết người ta nói khách sáo vậy thôi, nhưng người tránh đường, vươn tay mời. Mời Hoàng trưởng môn vào trong, Hoàng Liệt nhìn đám người Hoàng Thông đến nghênh tiếp, im lặng, đoàn người đi theo Cửu Sơn vào. Nhóm Hoàng Thông vào theo, thân phận của Hoàng Liệt dù sao khác biệt, Cửu Sơn trực tiếp dẫn đi gặp trưởng môn Tây Hải Đường, khách và chủ khách sáo một phen. Vì Đại Thiền Sơn đông người cộng thêm thân phận của Hoàng Liệt, sau khi chào từ biệt Tây Hải Đường thì họ được sắp xếp vào khách viện lớn hơn đợi Cửu Sơn rời đi, đệ tử vạn thú môn đi hết, Hoàng Liệt tiến khách chợt dừng bước trong bình đài lâu các. Hoàng Liệt hỏi Hoàng Thông: xảy ra chuyện gì? Nói rõ sự việc đi. Hoàng Liệt chưa đến, lúc giữa đường nhận được tin của Hoàng Thông nói Long Hưu triệu kiến. Trong thư không nói rõ, nay Hoàng Liệt đến nơi tất nhiên phải hỏi rõ. Hoàng Thông nói: như trong thư viết, trước đó sáu đại phái không chịu gặp ta, vừa rồi Long Hưu đột nhiên kêu ta đi qua, không nói nhiều chỉ đưa cho ta phong thư thiệu bình ba đưa đến Tiêu Giao cung hỏi ta có phải là đại biểu đại thiền sơn bàn việc này không? Ta không rõ tình huống nên đành đùn đẩy cho trưởng môn sắp đến, đợi trưởng môn quyết định. Hoàng liệt hỏi, thư là thật hay giả? Hoàng thông nói, trong một chốc ta cũng không biết thật giả, không tiện hỏi rõ trước mặt Long Hưu, việc này còn cần liên lạc hiệu bình ba hỏi xem có chuyện gì. Hoàng liệt nói, sau khi nhận được tin tức của ngươi là ta truyền tin cho bên phủ thành Bắc Châu ngay. Hoàng liệt đi qua lại một lúc rồi nói, trung trưởng lão gửi tin nói thiệu bình ba nhắc tới triều thắng hoài tôn tử của triều kính rất có thể là người của ngưu hữu đạo hoàng thông giật mình kêu lên a à, sao có thể hoàng liệt hỏi có thể tìm cách theo dõi xem thử tìm được chứng cứ gì không hoàng thông ngẫm nghĩ khó xử nói nếu là chỗ khác thì dễ nói người của chúng ta không thể chạy lung tung trong vạn thú môn dù hai bên câu kết cũng qua lại trong bí mật muốn tìm chứng cứ ở chỗ này rất khó địa lao phủ thứ sử ở bắc châu cửa sắt kết một tiếng Trung Dương hút bước nhanh vào. Thiệu Tam tỉnh ngồi trên đệm trải ở hành lang đứng bật dậy, khẽ gọi. Đại công tử, cách một hàng rào Thiệu Bình Ba đứng lặng, y quay đầu thấy chỉ mình Trung Dương húc đến, nhẹ giọng nói. Không sao, Trung Dương húc đứng ngoài hàng rào, không vòng vo, trầm giọng hỏi Thiệu Bình Ba đứng bên trong chắp tay chào. Thư đưa đi tiêu giao cung là sao? Thiệu Bình Ba nghe hỏi liền hiểu bên tiêu giao cung nhận được thư đầu tiên, bình tĩnh nói. Không chỉ có tiêu giao cung, tiểu điệt phái người đưa đi từ Kim Độc, Linh Kiếm Sơn, Bách Xuyên Cốc, Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo nữa. Trung Dương hút nét mặt xa sầm nói, ngươi muốn làm cái gì, có phải đã chán sống? Thiệu Bình Ba nói, như hữu đạo muốn hại Bắc Châu ta, sao có thể ngồi xem mặc kệ? Bí mật đưa tin cho hai bên giả bộ quy thuận đàm phán, bên nước Yến thấy Bắc Châu muốn quy thuận, sợ nước Hàn tham gia quấy nhiễu nên sẽ giấu nước Hàn, bên nước Hàn cũng vậy. Khi đó thế phân chia Bắc Châu của hai nước sẽ bị phá, mưu đồ của Ngưu Hữu Đạo bị hỏng. Xong chuyện thì không đồng ý, Bắc Châu ta vẫn không tổn hao gì, nên thế nào vẫn như thế đó. Nhưng có một điều phải phòng là vì tránh cho Ngưu Hữu Đạo làm mưa làm gió nữa Đại Thiền Sơn phải trừ bỏ hắn. Trung Dương hút cao mày trầm tư một lúc sau đó Dương mắt hỏi. Người sớm biết mưu đồ của Ngưu Hữu Đạo tức là việc này do người gợi lên. Thiệu Bình Ba lớn tiếng nói, bá phụ, đến bây giờ bá phụ vẫn chưa nhìn ra sao. Đây đều là quỷ kế Ngưu Hữu Đạo hãm hại ta, ta chưa từng gợi lên việc này, ta biết có người lộ ra tin tức với ta. Trung Dương húc hỏi, ai lộ ra tin tức với ngươi, tại sao không báo trước? Thiệu Bình Ba nói, Thiên Ngọc Môn, là Thiên Ngọc Môn chủ động liên lạc với ta, chắc muốn lợi dụng ta đối phó Ngưu Hữu Đạo. Ta không báo sớm vì bị Đại Thiên Sơn hiểu lầm, Trung Dương húc hừ lạnh một tiếng, là thật hay giả tự nhiên sẽ tra rõ. Bàn bạc bà kỹ rồi Trung Dương húc bỏ đi, Thiệu Bình Ba chộp xong sắt kêu gào, bá phụ. Nhiêu tặc gian trá không thể khinh thường, nhớ dặn hoàng trưởng môn chú ý cẩn thận thiệu bình ba ước gì chạy đến vạn thú môn thật sự không yên tâm năng lực của đám người đại thiền sơn đặc biệt khi đụng phải nghiêu hữu đạo trung dương húc không đáp lại hai người trông chờ nhìn trung dương húc rời đi mãi khi cửa sắt đóng lại thiệu bình ba ngửa đầu thở phào lẩm bẩm thư đến là tốt rồi trong giọng nói chất chứa lo âu tuy thiệu bình ba ra chiêu có hiệu quả nhưng nghiêu hữu đạo tự mình tỏa trấn bên vạn thú môn có xu hướng đằng đằng sát khí làm y khó yên lòng Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn đệ tử Đại Thiền Sơn theo dõi bên này, cố tình y bị hạn chế tự do. Chu Thiết Tử bày đồ ăn xong ra khỏi phòng đụng phải Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo phát hiện thái độ của Chu Thiết Tử không nhiệt tình như lúc trước, hỏi: "Chu huynh có tâm sự?" Chu Thiết Tử cười gượng gạo, "Không, không có, các vị dùng từ từ." Ngưu Hữu Đạo xoay người nhìn theo bóng lưng Chu Thiết Tử đi khuất, ra chiều đăm chiêu. Viên Cương đến gần nói nhỏ: "Hơi lạ, chắc sẽ không xảy ra chuyện đi." nghiêu hữu đạo bỏ lại một câu chú ý kỹ chút nghiêu hữu đạo vào phòng không kiềm được bật cười ngân nhi đã nhai ngồm ngoàm viên phương ở một bên cẩn thận hầu hạ đây là nhiệm vụ nghiêu hữu đạo giao cho y theo sát ngân nhi không đế nàng làm bậy hết cách không dám để thân phận yêu vương bị lộ không phái người đặc biệt theo dõi thì không yên tâm ăn cơm xong nghiêu hữu đạo một tay vịn kiếm ngồi trong đình nhìn chu thiết tử ra vào thu dọn chu thiết tử mới cầm đồ rời đi thì viên cương lại gần đưa tờ giấy có dấu uốn cong nói Đồ đã đến, người bị người của Lưu Tiên Tông bắt trên đường đi vô thượng cung. Nghiêu Hữu đạo nhận lấy xem, đập vào mắt là ấn chương đỏ thắm bắt mắt của Thiệu Bình Ba, xem kỹ nội dung khóe môi hắn cong lên. Lưu Tiên Tông làm khá lắm, chương 755 cho bọn họ chơi một. Hoàng Liệt đứng dựa vào lan đọc tin từ Bắc Châu, hừ lạnh một tiếng. Theo ta thấy 89 phần 10 là Thiệu Bình Ba làm ra việc này. Hoàng Liệt lặng im nhìn như một lúc, cách này không tệ, quy thuận, chuẩn bị đi bổn tọa muốn tự mình bái phỏng trưởng môn sáu đại phái. Rất nhanh mấy người đại thiền sơn lấy Hoàng Liệt dẫn đầu ra khách viện đi hướng tiêu giao cung. Hoàng Thông đã quen đường nên không cần người vạn thú môn dẫn đi. Luân lưu bái phỏng, trừ tiêu giao cung nói đến việc quy thuận ra môn phái khác đều hơi bất ngờ, không bài xích chuyện tốt đưa lên cửa. Hoàng Liệt không bất ngờ gì, sáu đại phái giải rác các nơi hai nước, người đưa thư truyền tin mất thời gian. Hoàng Liệt đã tự mình đến đây, nhận thư sớm hoặc muộn đã không quan trọng, y có thể tự làm chủ. Bái phòng xong nhà cuối cùng, đi ra khỏi sân nơi ở của thiên nữ giáo thì đêm đã khuya. Hoàng Liệt bước ra khỏi cửa nét mặt xa sầm giao lưu sâu một lúc làm y đại khái hiểu một việc là bị nghiêu hữu đạo lừa, xui khiến sáu đại phái phân chia nam châu gì đó không hề có. Tại sao Hoàng Liệt cho rằng bị lừa mà không phải bên mình hiểu lầm? Đạo lý rất đơn giản, như hữu đạo nghênh ngang ham dọa, cố ý hù người trước mặt Hoàng Thông tương đương với hoảng hốt náo loạn uổng công tự hù mình từ xa xôi chạy gấp đến đây hoàn toàn là tự chuốc rắc rối bị rắt mũi quay vòng vòng dù biết bị lừa nhưng không có cách nào còn phải tiếp tục bàn bạc thư đã vào tay người ta phải tìm đến người ta bàn bạc may mắn đúng như thiệu bình ba nói không chịu đồng ý cùng lắm giữ nguyên như cũ khiến thế lực hai bên kiềm chế nhau làm người bực mình là không thể nói cho sáu đại phái rằng các ngươi bị nghiêu hữu đạo lợi dụng không lẽ nói vốn không muốn bàn với các ngươi là bị nghiêu hữu đạo ép buộc sao? Thật là ăn bồ hòn có khổ không nói nên lời. Nói rồi mà, nghiêu hữu đạo dựa vào cái gì thuyết phục được sáu đại phái phân chia Bắc Châu? Hoàng Liệt nghiến răng nói, xem ra Thiệu Bình Ba bị tiểu tặc hù sợ, dục dịch một chút là tin thật. Nhưng Thiệu Bình Ba nói đúng, phải trừ bỏ tiểu tặc này, không chừng phải giúp Thiên Ngọc Môn một phen. Tự mình tìm chết thì không trách ai được, dưới ánh trăng, đám người hoàng thông đi cùng trưởng môn sắc mặt khó xem nhẹ gật đầu đồng ý. Họ bị lừa thảm, không giận không được. Hoàng thông hỏi, có thả thiệu bình ba ra không? Hoàng liệt hừ lạnh, như hữu đạo ăn no rảnh rỗi đang yên lành gây với chúng ta làm gì? Theo ta thấy là thiệu bình ba gây ra vụ việc, tiếp tục nhốt đi. Đã không thừa nhận vậy cho hắn chịu khổ một trận để học được bài học. Nói đến là Hoàng liệt lại giận, ôm một bụng bực tức, trước mặt còn phải cười giả lả với sáu đại phái. Mặt ngoài nhìn thì Hoàng liệt lần đầu bái phỏng, còn phải tiếp tục đàm phán lén, không dám qua lại công khai thiệu bình ba đã nhắc nhở ngưu hữu đạo có lẽ có người trong vạn thú môn thì tất nhiên hắn không dễ chịu thiệt thế lực hai nước yến hàn không dám để đối phương biết sợ bị quấy nhiễu ảnh hưởng chính mình thuận lợi tiếp nhận bắc châu hai bên mặt ngoài không có động tính gì nhưng lén phái người chạm mặt ở ngoài vạn thú môn bàn tới bàn lui đến điểm rằng co đại thiền sơn không muốn bỏ lợi ích trong bắc châu thế lực hai nước yến hàn không chịu cho đại thiền sơn tiếp tục cầm giữ bắc châu quy thuận trên danh nghĩa có ích gì quyền khống chế thực tế vẫn nằm trong tay các người vậy là có thể tùy thời phản. Hai bên thật ra là ba bên đàm quanh chuyện này. Đương nhiên Đại Thiền Sơn cố ý làm như vậy, muốn đàm phán tan vỡ, không cần đàm phán nữa, giữ nguyên như cũ. Biết là Nghiêu hữu Đạo cố làm ra vẻ thì bên Đại Thiền Sơn càng tự tin hơn. Khe núi, bên dòng suối, trước thủy la, Nghiêu hữu Đạo đi loanh quanh, hỏi, thật sự không tiếp xúc nữa. Giọng chiều thắng hoài truyền ra từ phía sau thủy la, thật sự không có, ít nhất ta không phát hiện bọn họ tiếp xúc nữa. Ta đã hỏi người canh trước cửa sáu phái, Hoàng Liệt chỉ đến viếng sáu phái một lần duy nhất, không thấy sáu phái có người tiếp xúc với người của Đại Thiền Sơn. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, xác nhận Hoàng Liệt chưa rời khỏi vạn thú môn, chiều thắng hoài cáu, ta nói này Nghiêu Hữu Đạo, ta có cần lừa ngươi không? Gần đây nhiều môn phái bản cứ trong vạn thú môn ta vì điệp mộng huyễn giới là bình thường. Hơn nữa Hoàng Liệt đang bái phỏng môn phái khác nữa. Triều Thắng Hoài không kiên nhẫn vì không biết Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì. Nghiêu Hữu Đạo nói, tốt, một khi phát hiện Hoàng Liệt rời đi phải báo cho ta biết ngay. Triều Thắng Hoài hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi đừng gây sự nữa. Nghiêu Hữu Đạo nói, vừa lúc hắn nợ ta 400 vạn, ta phải nghĩ cách thu nợ, sao có thể để hắn chạy dễ vậy. Theo dõi hắn cho ta, chờ xong việc khác rồi ta tìm hắn đòi nợ. Triều Thắng Hoài hoàn toàn câm nín, cảm giác phải giúp đỡ Nghiêu Hữu Đạo theo dõi người đuổi chiều thắng hoài đi xong nghiêu hữu đạo ngồi y bên dòng suối một lúc mới trở về. Đến rìa núi gặp viên cương liếc hướng chỗ Thủy La, hỏi nhỏ. Thế nào, nghiêu hữu đạo kể đại khái tình huống mà Triều thắng hoài đã nói. Viên cương do dự hỏi, chờ phát hiện hoàng liệt muốn đi, đợi chiều thắng hoài báo có phải hơi muộn không? Có khi nào xảy ra sai sót gì? Nghiêu hữu đạo cười nói, mắc câu rồi muốn chạy, chạy rồi có thể kéo hắn về. Viên cương hỏi, đạo ra cho rằng bọn họ lén bàn bạc, nghiêu hữu đạo nói người nghĩ hắn ở chỗ này làm chi ha ha còn thiên ngọc môn ở mãi không đi nói gì mà chờ người tới ta thì cho rằng bọn họ đều ôm bụng xấu xa viên cương hỏi nếu thật sự không phải bàn bạc thì sao lỡ như họ đã nhìn thấu nên ngừng lại đã tặng thư rồi muốn không bàn cũng không được có nhìn thấu cũng vô ích trừ phi họ biết thư bên nước hàn không tới nơi thì mới ngừng nói đến đây nghiêu hữu đạo nhẹ gật đầu không thể bảo đảm ba phái bên kia không có nội gian việc đến bước này không cho phép có sai sót, thôi, vì ổn thỏa phải mời khách. Viên cương khó hiểu hỏi, mời khách, Ngưu Hữu đạo cười nói, đương nhiên là mời hoàng trưởng môn, có phải lén bàn sau lưng chúng ta hay không thăm dò liền biết. Mời được không, bình thường có lẽ không được nhưng lần này thì có thể. Hứa lão lục đưa thiệp mời đi, trong đình đài lầu các, hoàng liệt đọc thiệp xong khoanh tay đi qua đi lại. Hoàng thông nhận thiệp và đã đọc cười khẩy nói, mời tiệc, hắn nghĩ mình là ai, mặc kệ đi, muốn gặp thì kêu hắn tự mình tới. Hoàng liệt giơ một tay phẩy nhẹ, có thể đối kháng thiên ngọc môn trong Nam Châu thì không phải hạng tầm thường, cần tê liệt hắn, nếu không thì chẳng biết tên này sẽ gây ra rắc rối gì. Ổn định hắn trước, không thể có trục trặc gì nữa, chờ hắn rời khỏi vạn thú môn rồi diệt luôn một lượt. Có khách quý đến, như hữu đạo tự mình dẫn người đứng trước cửa đón. Hoàng liệt chỉ mang hai người đến biểu thị không sợ, dẫn theo nhiều người mới làm yếu khí thế, có gì mà sợ. Từ biệt nhiều năm ở băng tuyết khác, phong thái của hoàng trưởng môn còn hơn xưa, vãn bối xin chào. Người cũng bớt vài phần ngây ngô, chính chắn nhiều, cái giá càng lúc càng lớn. Không dám không dám, nào dám lên mặt trước mặt hoàng trưởng môn, mời vào trong. Hồng nương ở bên cạnh nghiêu hiếu đạo mỉm cười nghênh khách, đảm đương cận vệ, ai kêu bà có nhiều phù triện. Hoàng liệt đi vào, liếc hồng nương một cái, biết mặt bà, đã gặp ở tề kinh. Năm xưa đại thiền sơn không như bây giờ, hoàng liệt cũng không phải trưởng môn gì, nên y biết hồng nương mà bà thì không biết y. Năm xưa muốn nói một câu cũng khó, Hoàng Liệt còn thấy hụt hẫng bây giờ y sẽ không nhắc lại chuyện đó. Hoàng Liệt khinh thường hồng nương, gặp lại người xưa chỉ để lại tiếng thở dài. Trên bàn đá trong đình bày rượu và thức ăn, theo quy củ của giới tu hành thì khách và chủ trò chuyện vài câu ngoài đình, chờ người của Đại Thiền Sơn kiểm nghiệm đồ ăn và rượu không có vấn đề, hai bên mới đi vào ngồi xuống. chương 756, cho bọn họ chơi, hai chỉ có nghiêu hữu đạo và hoàng liệt ngồi đối diện y mang theo hai vị trưởng lão không chịu ngồi ngang hàng với trưởng môn họ đứng sau lưng hai bên nâng ly uống xong hoàng liệt không định cầm đũa nói ta thấy mời tiệc là giả có lời muốn nói mới là thật đừng vòng vo nữa nói đi nghiêu hữu đạo cười nhìn hướng hoàng thông đứng hoàng trưởng môn tuệ nhãn không biết hoàng trưởng lão có chuyển lời nhắc nhở của ta chưa hoàng liệt không nóng không lạnh nói thứ không biết trời cao đắt rộng người không sợ ta ra tay xử ngươi ngay bây giờ nghiêu hữu đạo cười tủm tỉm nói nơi này là vạn thú môn hoàng trưởng môn không phải văn tâm chiếu không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì ta không dám chạy lung tung huống chi ta khuyên thật lòng chỉ cần đại thiền sơn đồng ý điều kiện của ta thì ta bảo đảm đại thiền sơn không lo hoàng liệt như nghe được lời gì buồn cười mỉm cười hỏi vậy ta muốn nghe xem điều kiện gì nghiêu hữu đạo nghiêm mặt nói ta muốn cái đầu của thiệu bình ba dùng một cái đầu của hắn đổi lấy thái bình của Đại Thiền Sơn cũng không đủ đi. Hoàng Liệt nói, ta đã gặp trưởng môn sáu đại phái, bằng vào màn kịch của ngươi đâm một cái là bể, đáng giá lấy ra khoe sao. Ta đến đây không phải dự tiệc mà muốn cáo ngươi một câu, có chừng có mực, đừng không dứt, coi chừng tự đốt mình. Quản phương nghi ở một bên mắt lóe tia sáng, không biết hai bên nói mập mờ cái gì. Như Hữu đạo đầy ẩn ý nói, hoàng trưởng môn, qua thôn này là không trở lại được, vạn thú môn là đầm rồng hang hổ, đến dễ nhưng khó đi. Hoàng Liệt cũng bí hiểm nói, đối với người thì đúng, bốn mắt giao nhau, cùng cười kỳ dị, hai người ngửa đầu cười to, đầy bụng ý xấu. Nghiêu hữu đạo kể câu chuyện, đa tạ hoàng trưởng môn khuyên nhủ, nhưng có một số việc có lẽ hoàng trưởng môn không biết. Chí hướng của thiệu bình ba không nhỏ, đại thiền sơn không trói buộc được hắn. Hoàng trưởng môn nghĩ đại thiền sơn đã khống chế thiệu bình ba. Thật ra hắn là người của hiểu nguyệt các, lén làm nhiều chuyện tốt sau lưng đại thiền sơn. Hoàng trưởng môn nghĩ Nam Châu ta lấy được hai, ba vạn ngựa chiến là từ đâu ra? Không dám giấu giếm, như hữu đạo kể chuyện hắn cướp ba vạn ngựa chiến của Thiệu Bình Ba ở nước Tề, tình tiết không nên nói tất nhiên không nói, nhưng bấy nhiêu đủ làm khuôn mặt tươi cười của Hoàng Liệt trở nên lạnh như tiền. Như hữu đạo cũng đặt điều một đống chuyện Thiệu Bình Ba phái người ám sát mình, câu kết với Thiên Ngọc môn ngưu hại mình. Khách đã đi, như hữu đạo đứng ngoài cửa đưa tiên khoanh tay trước ngực nói. Ai, có vài lời nói rồi thật thoải mái. Viên cương nói, giờ nói lời đó với người ta có ý nghĩa sao? Nghiêu Hữu đạo cười nói, đương nhiên có, ta lo bọn họ thả thiệu bình ba, ít nhất khiến họ tạm thời khống chế hắn, giám sát hắn giúp ta, miễn cho tên kia có cơ hội thoát thân. Nghiêu Hữu đạo không quan tâm thiệu bình ba có phải là người của hiểu nguyệt các không, phỏng chừng không thể nào, cùng lắm là lợi dụng nhau. Nhưng lúc này không phải lúc nói thật bầy đạo lý ra, phải dồn thiệu bình ba vào đường chết. Nào là bỏ đá xuống giếng, ly rán, miễn có thể lợi dụng là nghiêu hữu đạo ném hết vào người thiệu bình ba. Viên cương nói, vậy còn không bằng trực tiếp vạch ra hết, đây là phong cách làm việc của viên cương, dứt khoát nhanh gọn. Nghiêu hữu đạo nhìn bóng người khuất xa, hết cầm nói. Chơi, để bọn họ chơi, không chơi sáu đại phái tơi bời thì bọn họ không biết sợ. Chờ tới lúc chín mùi mới bứng cả ổ, sau khi trở lại khách viện lạc cước, Hoàng Liệt bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, thiệu bình ba là người của hiểu nguyệt các, các người cảm thấy có thể sao hai vị trưởng lão đi theo dừng lại nhìn nhau hoàng thông trần chờ nói người kia nói có mách có chứng nhưng chúng ta cũng biết người kia chắc chắn không có lòng tốt quỷ mới biết là thật hay giả hơn nữa dù cho là thật thì thiệu bình ba đánh chết cũng sẽ không thừa nhận nếu là giả chúng ta đánh nhau rồi thì chẳng phải là bị người kia lừa hay sao hắn rõ ràng muốn hại thiệu bình ba hoàng liệt đi qua đi lại sắc mặt ngưng trọng bất kể là thật hay giả việc này cũng không phải chuyện đùa đại thiền sơn ta vất vả nhiều năm Sao có thể làm việc vì người khác được, không thể bị tiểu tặc kia lừa, cũng không thể không xem xét. Nhưng tình huống trước mắt phải cực kỳ cẩn trọng, không thể khiến chúng ta đều phải khốn đốn cả trong lẫn ngoài. Trước tiên chớ bứt dây động rừng, canh chừng Thiệu Bình Ba, cắt đứt đoạn gian tế bên ngoài trước mắt, ổn định lại thế cục bên ngoài đã, rồi mới kiểm tra rõ ràng vào Thiệu Bình Ba. Đây quả thật là hướng đi nắm chắc đại cục, hai vị trưởng lão cũng gật đầu khen ngợi, trưởng môn nói có lý. Hoàng Liệt phung tay vỗ một cái, không muốn nghe lời dễ nghe trầm ngâm nói có một chuyện không thể không phòng. Tất cả những lời như hữu đạo nói đều lộ ra sự sắc bén, e rằng không đơn giản như vậy, mọi người cần phải cẩn trọng hơn, có bất cứ dị thường nào đều phải cảnh giác. Vài ngày sau, những đại môn phái tạm cư ở vạn thú môn nên đến bái phòng hoàng liệt đều đã đến bái phòng cả. Lễ nghi khách sáo là một chuyện, ý đồ kết giao nhận thức cũng là một chuyện, quan trọng là vì che giấu, che giấu việc y đi tới sáu đại môn phái yên hàn, không muốn khiến ba đại môn phái nước hàn hoài nghi, cũng không muốn khiến ba đại môn phái nước yên hoài nghi. Đàm phán vẫn còn được tiếp tục, Hoàng Liệt cũng phải rời đi, không thể ngồi ở đây chờ kết quả đàm phán được định ra được, vì không thể có kết quả đàm phán. Đã đàm phán đến bước này rồi, sáu đại môn phái đã nhả ra dấu hiệu, Đại Thiền Sơn cũng phải đưa ra thỏa hiệp thích đáng, nhưng bên này chính là muốn việc đàm phán không thành, cho nên sẽ không thỏa hiệp, một khi sáu đại môn phái nhượng bộ. Bên này cũng không thỏa hiệp, trưởng môn sáu đại môn phái thấy không tốt sẽ trực tiếp tìm y nói chuyện cho nên y phải đi, chỉ khi y đi, trở về rồi bên này mới có thể nắm thả tự nhiên, người đàm phán sau này có thể thỏa thuê đùa giỡn kích thích, còn tiếp tục trì hoãn nữa kết quả đương nhiên là không đàm phán được chuyện gì rồi. Sau khi bảo người đi thông báo, Hoàng Liệt dẫn theo một đoàn người đi tới đại điện chính cung vạn thú môn. Đạo ra, cờ treo rồi, như hữu đạo đang đánh cờ cùng với quản phương nhi, viên cương vội vàng đi vào trong đình, cúi người nói nhỏ một tiếng với như hữu đạo. Quản phương nghi chừng mắt, không quen nhìn hai người coi mình như người ngoài như hữu đạo nghe vậy đứng dậy nhét một con cờ vào trong tay viên cương đến phiên ta sướng hí khúc liên hoa lạc rồi người tiếp tục giúp ta dứt lời liền dắt kiếm bước đi trong đình viện viên cương đứng tại chỗ quản phương nghi ngồi xuống hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi Lại cạch cạch viên cương tiện tay quăng một quân cờ lên bàn cờ xoay người rời đi rõ ràng chẳng muốn phí thời gian với quản phương nghi tiện nhân Quản Phương Nghi hung hăng chửi với bóng lưng của Viên Cương một câu. Hình như khe núi là địa điểm Nhiêu Hữu Đạo thích tới để suy nghĩ vấn đề. Nhiêu Hữu Đạo thường hay xuất hiện bồi hồi ở dòng suối dưới khe núi, cũng thật sự làm bộ dạng cúi đầu suy nghĩ sự tình. Chỉ Viên Cương đứng canh gác bốn phía trên sơn duyên mới biết được Nhiêu Hữu Đạo đang làm gì. Chiều Thăng Hoài nhòi người trốn sau khối thạch bích thấy Nhiêu Hữu Đạo sờ mũi, nhận được tín hiệu an toàn, biết có thể nói liền mở miệng, đám người đại thiền sơn muốn đi. Nhiêu Hữu Đạo dừng bước, khi nào? Chiều thăng hoài, chắc sẽ nhanh thôi, đang chào từ biệt với trưởng môn ở đại điện chính cung, ta vừa nghe thấy tin tức lập tức đến tìm ngươi, sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngươi. Không phải sợ chậm trễ chuyện của Ngưu Hữu Đạo, mà là nhớ kỹ phần sổ sách của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, được, ta biết rồi, còn có việc gì khác không? Chiều thăng hoài, không có, cái đó, Hoàng Liệt thật sự nợ tiền ngươi, y thật ra vẫn có chút hoài nghi, hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có phải đang lợi dụng y hay không? chương 757, một bức phong thư, nghiêu hữu đạo, đương nhiên thiếu nợ, chiều thăng hoài, đại thiền sơn hẳn cường thế hơn ngươi nhỉ, hắn có thể trả tiền ngươi. Ý của ngươi là ai mạnh thế có thể quyệt nợ, ta không thu được. Ta không có ý như vậy, ta chẳng qua chỉ cảm thấy khó thôi. Khó cũng phải thu, ngươi chờ xem, ta hiện giờ sẽ cản hắn lại. Vừa về tới Sơn Duyên gặp mặt viên cương, như hữu đạo liền cười nhạt, hoàng liệt muốn đi, ha ha, muốn chạy. Hiện giờ không phải do hắn, thư cầm một phong thư tới đây viên cương khẽ gật đầu nhanh chóng xoay người trở về viện như hữu đạo cũng tra kiếm trở về đình viện thấy quản phương nhi ngồi dưới tàng cây đong đưa cây quạt tròn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lá cây lại không biết đang nhìn cái gì hắn cũng không đi tới mà trực tiếp hét lên hứa lão lục quản phương nhi nghe tiếng liền quay đầu lại không biết hắn bỗng nhiên hét lớn như vậy làm gì hứa lão lục nghe tiếng phát ra từ hậu viện liền đi lên phía trước chắp tay nói đạo ra như hữu đạo không lên tiếng tay giơ lên ra dấu cho hắn đợi bản thân cũng tra kiếm ra đằng trước đứng đó chờ hứa lão lục nghiêng đầu nhìn quản phương nghi chân thành đi tới lộ ra ánh mắt hỏi thăm nhưng dù có làm gì thì quản phương nghi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì viên cương bước nhanh trở lại một phong thư một lần nữa được phong kín cẩn thận đưa tới cho ngưu hữu đạo ngưu hữu đạo nghiêng đầu ra dấu cho hứa lão lục viên cương đương nhiên làm theo hứa lão lục cũng không biết đây là có ý gì đạo gia thứ này Nghiêu Hữu Đạo, trưởng môn Hoàng Liệt Đại thiền Sơn muốn đi, người lập tức cầm thư tới núi Vạn Thú môn trước chờ, ngăn người lại, giao lá thư cho y. Quản Phương nghi xem như đã nhìn ra, đừng thấy vị này cả ngày đi dạo trong một tắc phum này, kỳ thực luôn rất rõ ràng với từng cọng cỏ lay ngoài kia. Được, Hứa lão lục gật đầu, rồi hỏi lại, ta nên trả lời thế nào? Không nên trả lời, nếu y nguyện ý tới đây, dẫn y tới đây là được. Mau đi đi, Nghiêu Hữu Đạo vung tay áo lên, cha kiếm đi vào trong đình viện hứa lão lục để thư vào trong tay áo, nhanh chóng rời đi. Viên cương liếc mắt nhìn qua, trong lòng hiểu được đạo gia đã bắt đầu công khai vận dụng người của phù phương viên, nói rõ muốn chính thức ngả bài thu lưới, cũng nói rõ cho dù có một số cảm bẫy cũng không ảnh hưởng tới đại cục, đại cục đạo gia chủ tình đã lâu đã định rồi. Đây cũng là điều hắn bội phục nhất trong nhiều năm đi theo nghiêu hữu đạo, đạo gia vẫn là đạo gia lăn lộn giang hồ kia. Mỗi khi tới lúc, nội tâm viên cương không thể không thừa nhận bộ dạng đạo gia nắm giữ cản khôn chính là nhất phái phong lưu phong vân một gói khiến tâm trí người khác phải hướng về hắn cũng từng muốn noi theo nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật rằng giữa người với người vẫn có sự khác nhau dù cùng trải qua kinh nghiệm giống nhau nhưng vẫn không giống nhau đây cũng chính là nguyên nhân vì sao năm đó hắn tiến cử nghiêu hữu đạo cho thương thuộc thanh hắn biết chỗ thiếu hụt trong năng lực bản thân hắn biết người có thể giúp huynh muội thương thị thoát khỏi khốn cảnh là ai quản phương nghi đi vào trong đình ngồi đối diện như Hữu Đạo, thử hỏi, trong thư ghi gì vậy? như Hữu Đạo nhìn chằm chằm dò xét bàn cờ, không để ý nói, đợi lát nữa liền biết, có khách quý tới đây, đi trước chuẩn bị một bình trà đi. Quản Phương Nghi lườm hắn một cái, nhưng vẫn đứng dậy đi chuẩn bị trà. Cửa núi, bên trong đền thờ cao lớn rất nguy hiểm, hứa lão lục thiếu chút nữa đã để lỡ. Hắn vừa tới, Hoàng Liệt đã dẫn một đám người vạn thú môn tới. Được Tây Hải đường nhờ vả, Cửu Sơn đích thân tới trước tiến đương lúc này hứa lão lục tiến lên cản đường chắp tay nói tham kiến hoàng trưởng môn hoàng liệt không quen hắn ta cũng không biết hắn ta tên gì nhưng lần trước khi nghiêu hữu đạo mở yến tiệc chiêu đãi trong viện tử của nghiêu hữu đạo đã từng gặp qua người này chỉ nhìn một cái liền biết là người của nghiêu hữu đạo không khỏi lạnh lùng hỏi chuyện gì hứa lão lục móc thư ra dâng hai tay lên đạo ra phân phó đưa thư giao cho hoàng trưởng môn hoàng liệt cười lạnh một tiếng nhìn cừu sơn đứng một bên thâm ý nói cừu huynh xem ra nghiêu hữu đạo kia rất biết hành tung của ta ở vạn thú môn nha ta đột một tới chào từ biệt cũng lập tức biết được thật không đơn giản đâu trong lời nói có ngụ ý khác cừu sơn mỉm cười biết đối phương có thể đang chỉ trích bên trong vạn thú môn có phải có vấn đề gì vấn đề này y không tiện trả lời vạn thú môn ra lớn nghiệp lớn rừng cây lớn vốn loại chim nào cũng có huống chi ai mà không quen mấy người ở ngoài có chút giao tình với người ngoài không thể tránh né vạn thú môn thường mua bán cũng cần tới những giao tình này mà môn quy là vật chết lòng già con người là vật sống lực ràng buộc cũng không đề phòng được rủi ro để chỗ nào cũng giống như nhau cả cũng như y được trần đình tú thỉnh cầu cũng phải dàn xếp qua một chút thật sự có vấn đề gì cũng không biết người sau lưng làm là ai khi không có chứng cứ gì lại không phải tình huống gì quá lớn không thể vì người ngoài tùy tiện một câu mà dễ dàng làm ra hành động chóc nã định tội được cho nên y chỉ có thể cười không đáp nhiều nhất là lưu tâm một chút thôi Hoàng Liệt cũng muốn nhìn thử xem Ngưu Hữu Đạo viết thứ quỷ gì cho mình, nên cũng nhận thư, thi pháp kiểm tra qua một lượt, sau đó mở phong thư kín ra, rút ra một tờ giấy có nhiều nếp gấp ra xem. Kết quả không nhìn thấy còn tốt, vừa xem sắc mặt lập tức thay đổi, lật thư một cái lại nhanh chóng nhìn, tốc độ rất nhanh, giống như không dám để người khác nhìn được, rõ ràng cố ý lảng tránh kẻ khác. Cửu Sơn Hiếu Kỳ, rốt cuộc trong thư Ngưu Hữu Đạo gửi tới ghi cái gì lại khiến Hoàng Liệt có phản ứng lớn như vậy? đừng nói là y đến cả đám người đại thiền sơn cũng tò mò hoàng liệt nhét thư lại vào trong bao thư ánh mắt nhìn chầm chầm hứa lão lục lộ ra vài phần âm lãnh giọng điệu lạnh lẽo nói như hữu đạo ở đâu trong lòng hứa lão lục thầm than mặt ngoài lại khách khí trả lời không ở đâu cả đang ở khách viện hoàng liệt quay đầu nụ cười trên gương mặt đã thay đổi cầm thư chắp tay nói cử huynh thật có lỗi như hữu đạo gửi thư mời có một số chuyện muốn thương lượng với ta ta phải đi một chuyến chậm trễ cử huynh đi tay không thật sự có lỗi. Không sao, không sao, xin cứ tự nhiên, cừu sơn khách khí đáp lễ. Đám người đại thiền sơn đi theo sau lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hoặc hai mặt nhìn nhau, ý thức được sự việc có thể không đơn giản. Hoàng liệt phung tay lên dẫn một đoàn người đi lộn về. Hứa lão lục lập tức đi lên phía trước khách khí dẫn đường, nội tâm âm thầm kinh ngạc, có chút bội phục như hữu đạo, chỉ một phong thư bảo Hoàng liệt phải đi tới, Hoàng liệt còn thật sự tới đó. Cừu sơn chắp tay nhìn theo, trên mặt có vẻ có chút khả nghi, thầm nói chả khác nào lừa quỷ. Như hữu đạo có thể diện lớn như vậy sao? Bảo ngươi đi thì ngươi liền đi, ngươi đường đường là trưởng môn đại thiền sơn có thể biết nghe lời như vậy sao? Có phải làm phản rồi không? Đoạn đường có bao xa, như hữu đạo có việc đích thân tới đây không phải được rồi sao? Chỉ bằng chút tư lịch và thực lực bối cảnh của Ngưu Hữu Đạo so với ngươi, trong tình huống này lại chỉ để thủ hạ tới đây, làm dáng như vậy không khỏi cũng quá lớn rồi chứ. Y ý thức được việc này khẳng định có mờ ám, nhưng lại không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn, chuyện bức thư là sao? Dọc đường đi, một vị trưởng lão lặng lẽ hỏi Hoàng Liệt một câu. Hoàng Liệt lại không lên tiếng, thật sự bức thư này không phải chuyện đùa, tất cả những điều bên trong không thể đơn giản tiết lộ cho người ngoài biết được. Hoàng Liệt ngoài nghiêm mặt ra thì cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhưng thật ra nội tâm như đã nổi sóng to gió lớn rồi. Y suy nghĩ ngàn vạn lần, vấn đề là y biết rõ Đại Thiền Sơn đã vì bức thư này mà chìm thân trong sóng to gió lớn, chỉ sơ ý một chút là sẽ bị quật ngã hoàn toàn, thậm chí sóng to đã đánh tới trước mặt rồi. chương 758, ta là người phúc hậu. Trong rừng núi, một đôi mắt âm trầm đang nhìn sang bên này. Chiều thang hoài trốn trong rừng chú ý đám người Đại Thiền Sơn rời đi, y vẫn luôn lặng lẽ theo dõi. Vì Nhiêu Hữu Đạo muốn ngăn cản thu lại sổ sách, không nói tới việc liên quan tới 400 vạn kim tệ, quan trọng hơn là muốn xác nhận một chút xem như hữu đạo có phải đang lừa gạt mình, nếu thật sự đang lừa gạt, y sẽ có chuẩn bị khác. Kết quả tận mắt nhìn thấy bên cạnh như hữu đạo xuất hiện người, hơn nữa còn đi ngăn cản người của Đại Thiền Sơn. Mặc dù khoảng cách hơi xa, không biết đã làm cách nào để ngăn lại, nhưng vẫn thật sự thấy rõ ràng đám người hoàng liệt Đại Thiền Sơn sắp rời khỏi vạn thú môn đi về lại, dường như đang đi về hướng viện tử nơi như hữu đạo đang ở kia. Thấy được tình cảnh này, Triều Thăng Hoài nghi ngờ trước mắt, thầm nói, như hữu đạo thật đúng là dám cản lại thu sổ sách sao trong đại điện chính cung cừu sơn đã vội về trước báo cáo tình huống bất ngờ cho tây hải đường biết tây hải đường dạo bước suy tính cao mày cất tiếng hỏi có ý gì cừu sơn không biết nhìn không ra mánh khóe gì nhưng rõ ràng thật sự có chuyện gì đó đã khiến hoàng liệt coi trọng cũng không biết những người kia dở cho quỷ gì những người này đúng rồi nói đến những người này tây hải đường phải cảm thán những kẻ đánh đánh giết giết đoạt địa bàn này làm việc gì cũng không từ thủ đoạn, động một chút là thương vong diệt môn, toàn là đám không chết không ngừng. Cừu Sơn cũng có thể hiểu được, môn phái cần phát triển, đệ tử nội môn cần tài nguyên tu luyện, những thứ này đều cần tài lực, mà lại không có tài lộ cố định, cũng chỉ có thể đoạt địa bàn thôi. Địa bàn có rồi thì lời nói có trọng lượng hơn, tài lộ sẽ có, chưa nói tới thuế má nộp từ dưới lên, những đại gia đình có chuyện công bằng hiếu kính tích lũy được cũng không ít tính toán ra đối với những môn phái kia mà nói có ai không muốn kia chứ. Quan trọng là những người này hiện giờ đều đang gây sức ép cho vạn thú môn ta, không đối phó được mà. Một huyến giới điệp mộng cũng bị náo loạn lên rồi, Tây Hải Đường lắc đầu, y nói không chỉ nghiêu hiểu đạo, trong mắt y nghiêu hiểu đạo chỉ chơi nhỏ đánh nhỏ, chính thức khiến y lo lắng chính là những đại môn phái kia, mặt ngoài nhìn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại lén người tới phân cao thấp chỗ ta, không có mấy ai là kẻ chân thật cả. Bên này nhận được tin tức, vì đây là nơi giao thủ, nơi nào có môn phái đổ máu thì cái chết cũng sẽ tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Vạn thú môn không phải không muốn tiếp đãi những kẻ này, với tài lực của Vạn thú môn tiếp đãi cũng không tiêu hao gì, mấu chốt là sợ nếu không để ý sẽ bị cuốn vào. Cừu Sơn thở ra một ngụm khí nói, những người này đuổi lại không tiện đuổi, chỉ có thể nhịn thêm chút nữa, bản thân chúng ta cẩn thận một chút là được. Huống chi chuyện của Huyễn giới đã hấp dẫn sự chú ý của mấy vị kia, hiện giờ không ai dám táo bạo quá mức nữa. Bản thân những người này cũng có chuyện của mình, không thể cứ mãi ở đây không chịu đi được. Hoàng trưởng môn, đám người hoàng liệt lách mình đi tới liên tiếp đáp xuống Việt, trực tiếp phá cửa, viên cương canh giữ ở bên ngoài vừa mở miệng liền bị hoàng liệt đẩy sang bên, cả đám người lấy hoàng liệt dẫn đầu trực tiếp xông vào viện tử. Trong đình, nhiều hữu đạo như người không có việc gì đang cùng đánh cờ đùa giỡn với quản phương nghi, nói không ít những lời khó chịu. Động tính tới, ngón tay nhỏ nhắn của quản phương nghi nắm sợi dây ngẩng đầu nhìn lên như hữu đạo cũng ngẩng đầu lại nhìn trên gương mặt nở nụ cười đứng dậy hoàng liệt đã trực tiếp tiến vào hoàng trưởng môn là khách quý ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy như hữu đạo khách khí chắp tay hoàng liệt nhìn chằm chằm quản phương nghi ánh mắt lộ ra sát khí để quản phương nghi không được ở đây nghe như hữu đạo lập tức phất tay ra dấu cho quản phương nghi nhường chỗ xem ra hoàng trưởng môn muốn đánh cờ với ta rồi dâng trà quản phương nghi nhường chỗ lấy từ trong bếp bùn nhỏ bên cạnh dâng lên một ấm trà đun sôi châm trà rót nước. Hoàng Liệt trực tiếp ngồi xuống vươn tay gẩy một cái, bàn cờ gồm cả quân cờ rơi vãi đầy mặt đất, đánh cờ cái rắm. như Hữu Đạo chậm rãi ngồi lại, nhìn Hoàng Liệt trầm chăm, chăm nở nụ cười, còn cười rất vui vẻ, có thể thấy được vị trưởng môn đối diện này đã không còn bình tĩnh, đến cả phong độ tối thiểu cũng không thèm nữa rồi. Đây là chuyện tốt, nói rõ y đã thật sự bị dẫm đúng chân đau rồi. Ngoại trừ trưởng lão ra, những người khác đứng chờ bên ngoài hoàng liệt nghiêng đầu phân phó một tiếng lại liếc nhìn chằm chằm Như hữu đạo bảo những kẻ không liên quan cút Như hữu đạo nhìn trái rồi lại nhìn phải nhìn thấy phần lớn người đại thiền sơn đã lui ra ngoài liền cười nói lão lục người đành chịu thiệt một chút ra bên ngoài giúp tiếp đón mấy vị khách một chút không đổi viên cương và quản phương nghi đi hứa lão lục thật ra muốn ở lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn khẽ gật đầu lui xuống một chén trà đặt trước mặt hoàng liệt quản phương nghi thối lui tới bên cạnh Như hữu đạo thật thích nhìn bộ dạng so năng lực mạnh yếu thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn khi đối diện với người khác giống như bộ dạng bà trước kia khi đối diện với nhưu hữu đạo vậy bà ta đang mong đợi nhưu hữu đạo càng thể hiện bản xem ảnh một lính thì bà ta càng sống vượng uống trà cái rắm hoàng liệt lấy bức thư ra ném lên bàn hỏi người có ý gì nhưu hữu đạo cầm vật trên bàn vào trong tay giúp thư ra nhìn lại không nhịn được cười hắn đương nhiên hiểu rõ bức thư này là sao may mắn đã ghi nhớ bức thư này nếu không sự việc sẽ càng rắc rối hơn, hiện giờ đích thực đã bớt việc hơn nhiều rồi. Hoàng trưởng môn nói cái này, Nghiêu Hữu Đạo ném thư trở lại, thật ra cũng không có gì, ta cũng có mấy người quen bên nước Hàn, ngày nào đó có người bỗng nhiên gặp một hán tử say rượu trên đường, nhặt được một bức thư, sau khi xem qua cảm thấy thư này có thể hữu dụng với ta nên mới gửi tới cho ta. Ta cảm thấy thư này cũng hữu dụng đối với Hoàng trưởng môn, được biết Hoàng trưởng môn muốn rời đi, không dám chậm trễ, mau chóng đưa qua cho Hoàng trưởng môn, không ngờ phải để đích thân hoàng trưởng môn tới đây, thật sự có lỗi. Người bên Đại Thiền Sơn thật sự nhịn không được, Hoàng Thông liền tiến lên một bước vươn tay cầm bức thư qua nhìn, vừa đọc xong sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đồng tử bỗng nhiên co rụt nhìn chầm chầm như hữu đạo, có chút hận đến nghiến răng. Trưởng lão bên cạnh cũng tóm lấy thư tới tay đọc, sắc mặt cả đám người lập tức thay đổi rõ ràng. Quản phương nghi thật ra cũng muốn nhìn thử một chút xem nội dung trong thư là gì. Hoàng Liệt đương nhiên biết đối phương đang nói hưu nói vượt, loại vật này có thể nhặt được mới là lạ vừa vặn có thể bị kẻ thù như thiệu bình ba nhặt được trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy y nhịn lửa giận ngập tràn trong lòng hít sâu một hơi hỏi người muốn làm gì ngưu hữu đạo bưng trà chậm rãi phẩm ta thật ra thầm nghĩ đánh cờ uống chút trà nhàn hạ sống qua ngày tốt biết bao cái gì cũng không cần làm ngược lại đại thiền sơn bên kia làm không ít chuyện đúng rồi đàm phán với sáu đại môn phái thuận lợi chứ hoàng liệt nghe vậy liền nổi giận người ta hiển nhiên sau khi đọc thư mới biết bên này đang đàm phán với sáu đại môn phái, trong lòng không khỏi điên cuồng mắng Thiệu Bình Ba là ngu xuẩn, thứ đồ vật quan trọng như vậy mà ngươi lại có thể để rơi vào trong tay đối thủ, còn không biết xấu hổ nói là bí mật đưa ra ngoài. Y càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nếu không y thật sự không nghĩ ra với chỉ số thông minh của Thiệu Bình Ba sao có thể làm ra chuyện thất sách như vậy được. Hoàng Liệt nghiêm mặt nói, uy hiếp ta, như hiểu đạo buông cốc trà, đã sớm nhắc nhở, vạn thú môn này là đầm rồng hang hổ, đến dễ dàng, muốn đi lại khó, nhưng hoàng trưởng môn không xem ra gì, còn đùa dỡn sáu đại môn phái kia như đứa ngốc, chơi đùa quá lâu sẽ không tốt, tính tình sáu đại môn phái cũng không quá tốt đâu. Hai vai hắn nhún một cái tỏ vẻ ta chỉ có ý nhắc nhở lần nữa mà thôi. chương 759, Đại Thiền Sơn có lựa chọn ra sao? Một, ngươi thực sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi ở vạn thú môn. Hoàng liệt lần này đích thực đã bị chạm tới giới hạn của y rồi thật ra cũng không cần chạp, lần này như hiếu đạo cũng đã ngả bài với y rồi, đừng nói ta không dễ dàng bị ngươi giết như vậy, cho dù hoàng trưởng môn có thể giết ta, ta nghĩ hoàng trưởng môn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, không chỉ có một bức thư, mà là ba bức thư, còn có hai bức có người đang đợi động tính, nếu ta có gì không hay xảy ra, hai bức thư kia sẽ lập tức được đưa tới tay ba đại môn phái của nước Yến, thiếu một bức cũng không quan trọng, hán tử say xỉn đưa thư kia vừa vặn bổ sung chỗ khuyết thiếu rõ ràng đang uy hiếp đối phương, chỗ ta nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả, người đụng tới ta thử xem, các người đùa dỡn sáu đại môn phái như vậy còn muốn sống trở lại Đại Thiền Sơn sao? Sắc mặt cả đám người Đại Thiền Sơn rất khó coi, bản thân tự cho đã làm chuyện không ai biết, nào ngờ nhân chứng vật chứng đều bị bắt được hết. Bọn họ cũng đều biết nếu để người của sáu đại môn phái biết bản thân bị người ta chơi đùa như vậy, hơn nữa còn bị một thế lực nhỏ ở dưới đùa giỡn xoay tròn, truyền đi làm sao chịu được. Đại Thiền Sơn còn muốn đứng vững không? còn muốn tiếp tục lợi dụng hai bên ngăn chặn lẫn nhau còn có thể để các ngươi coi bọn họ là kẻ ngốc mà khống chế hay không chỉ e sẽ lập tức ký kết một hiệp nghị xé xác đại thiền sơn ấy chứ hoàng liệt cắn môi yên lặng một hồi hít sâu một hơi nói nếu ngươi mời chúng ta tới đây đã nói rõ ngươi không muốn náo đến mức cá chết lưới rách rồi năm ngón tay đặt trên chuôi kiếm di chuyển gõ nhịp lên xuống một chút như hữu đạo mới lên tiếng đã nói đến nước này rồi còn tiếp tục quanh quẩn nữa cũng không còn ý nghĩa gì cả điều kiện ta đã sớm đưa ra ta là người phúc hậu sẽ không làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà hôi của điều kiện chính là giao đầu của thiệu bình ba cho ta thiệu bình ba chết rồi nhân chứng vật chứng ta lập tức trả lại cho các ngươi các ngươi muốn chơi như thế nào là chuyện của các ngươi về sau không có liên quan gì tới ta hết một cái mạng của thiệu bình ba đổi lấy sự bình an của cả đại thiền sơn lần mua bán này không hề thiệt trước kia có lẽ không nghĩ quá nhiều ở phương diện khác nhưng khi thực sự phải đối diện chính thức chạm tới thời điểm muốn giết chết Thiệu Bình Ba, trái tim Hoàng Liệt vẫn âm trầm hơn một chút. Đại Thiên Sơn vốn cũng giống như Thiên Ngọc Môn chiếm một phần nhỏ địa bàn phía đông, chiếm một phần nhỏ địa bàn phía tây, có thể có được thế lực lớn và quyền lực lớn như ngày hôm nay có thể nói đều do một tay Thiệu Bình Ba kéo lên. Là Thiệu Bình Ba năm đó thuyết phục Đại Thiên Sơn sẵn sàng cùng phản nước Yến chiếm lĩnh Bắc Châu, sau đó cũng chính Thiệu Bình Ba bày mưu tính kế vạch ra chiến lược để cho một khu vực nho nhỏ ở Bắc Châu có thể bắc kháng nước Hàn, nam cản nước yến, kẹp hai đại thế lực ở bên trong mà không ngã. Còn năng lực của thiệu bình ba cũng rất rõ ràng, cứng rắn kinh thương trong Bắc Châu loạn thế, trong khu vực đối lập lập chiến tích rõ ràng như ban ngày, sống trong địa thế Bắc Châu khấm khá dần qua từng năm, đại thiền sơn rút ra được lợi ích từ Bắc Châu đương nhiên cũng dần có cuộc sống khá giả hơn qua từng năm. Thiệu Bình Ba đã tiêu tốn tâm huyết vô cùng lớn đối với việc dốc lòng chăm lo cho Bắc Châu, không tham tiền tài tư lợi, không màng cẩm y ngọc thực, không ham mê nữ sắc, tập trung tinh thần trên việc thống trị Bắc Châu. Người bần tiện như vậy, có thể khắc chế chính bản thân mình như vậy cực kỳ hiếm thấy. Vì để lợi dụng hết toàn bộ tinh lực có hạn, vì để giảm bớt sự ràng buộc, Thiệu Bình Ba thậm chí đến nay còn chưa lập gia đình. Thiệu Bình Ba cần chính, ngày đêm vất vả vì Bắc Châu, Đại Thiền Sơn cũng không phải người mù, đều nhìn thấy ở trong mắt. Đại Thiền Sơn thậm chí lo lắng y khiến sức khỏe bản thân trở nên suy sụp nên vẫn luôn phái người giúp y điều trị thân thể, linh đan rượu dược chưa từng thiếu thốn. Không nói tới việc Thiệu Bình Ba đã mang tới bao lợi ích cho Đại Thiền Sơn, chính tình huống trong ngoài của Bắc Châu ngày nay, khả năng trị an trong ngoài nếu đổi lại là người khác, Hoàng Liệt thật sự lo lắng còn có thể ổn định cục diện của Bắc Châu được hay không. Đại quyền quân sự và chính trị kinh thương Bắc Châu ở trong tay cha con Thiệu Thị, nếu Thiệu Bình Ba chết, quân tâm Bắc Châu hỗn loạn, dân tâm mất cân bằng, sợ rằng sẽ sinh loạn. Hoàng Liệt trần chờ nói, Nghiêu hữu đạo thoải mái quăng một câu, đây không phải vấn đề ta cần suy xét. Hoàng Liệt hơi tức giận, bắc châu vừa loạn hai nước yến hàn tất nhiên sẽ thừa dịp loạn mà nhảy vào đại thiền sơn ta sẽ có kết cục gì nếu đã như vậy thì còn có cái gì để đàm phán đây như hữu đạo đại thiền sơn nắm trong tay hướng tiến lùi thoải mái đi hướng tốt có gì cần lo hướng tốt hoàng liệt giật mình hỏi hướng tốt ở đâu như hữu đạo chỉ một ngón tay về hướng hoàng thông đang đứng sau y lời khuyên có ích chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao xem ra thật đúng là thuốc đắng giã tật lời thật khó nghe lọt mà Mọi người nhìn về hướng Hoàng Thông, Hoàng Liệt cũng quay đầu liếc nhìn, lại quay đầu nhìn hướng Nghiêu Hữu Đạo, trần chờ nói ý của ngươi là lui về Nam Châu. Thiên Ngọc Môn sao có thể cho phép Đại Thiền Sơn ta tranh giành quyền lợi ở Nam Châu được? Nghiêu Hữu Đạo nhấp một hớp trà, buông chén trà, chống kiếm đứng dậy chậm rãi cất bước bỏ đi. Người vây quanh chủ động nhường đường, Hoàng Liệt cũng không kiềm chế được nữa đứng dậy tới dựa lên lan can bên cạnh. Nghiêu Hữu Đạo vắt kiếm ra trước người, hai tay cài trên chuôi kiếm, điệp phận lãnh thổ Bắc Châu kẹp giữa hai cường quốc, đã phản yến còn phản hàn, tự lập chân trong chân ngoài sao có thể lâu dài được. Chỉ cần hơi có biến cố thì chính là một trận đánh tranh đoạt chém giết, một ít tinh hỏa là đã thành lửa cháy lan đồng cỏ rồi, điểm ấy không cần ta nhiều lời, trong lòng Đại Thiền Sơn tất biết rõ. Chí nguyện của Thiệu Bình Ba không nhỏ, toàn tính quyết sẽ không chỉ giới hạn ở Bắc Châu, Bắc Châu chẳng qua chỉ là nơi sống yên ổn tạm thời của y mà thôi, là khu vực y tích lũy thực lực. Y một mực tranh thủ thời gian tích lũy lực lượng, một khi thời cơ chín mùi, một khi quanh thân có đối tượng phù hợp để hạ thủ, y cần phải khua binh ra, không có cơ hội thì y cũng có thể sáng tạo ra cơ hội. Đại Thiên Sơn hiện giờ có thể có thực lực khống chế ngoài một châu được sao? Không có, Bắc Châu đối với Thiệu Bình Ba mà nói chỉ là nơi ở tạm thời, Đại Thiên Sơn đối với Thiệu Bình Ba mà nói cũng chỉ là sức mạnh dựa vào tạm thời. Giống như Thiên Ngọc Môn, nội tình Đại Thiên Sơn mỏng, cho nên cũng như Thiên Ngọc Môn có ý đổ dã tâm muốn khống chế được Thương Chiêu Tông, cũng đang cố gắng khống chế thiệu bình ba, muốn đợi đến khi thực lực của mình lên cao nữa mới nói tiếp. Đại thiền sơn còn đang trong quá trình đóng cọc, muốn khuếch trương ra bên ngoài không qua vài thập niên tích lũy thực lực sẽ không cường đại được, nhưng thiệu bình ba có thể đợi đại thiền sơn được vài thập niên sao? Y không đợi được, một khi thời cơ chín mùi, đại thiền sơn cho là bản thân còn có thể khống chế được thiệu bình ba sao? Si tâm vọng tưởng thôi, các ngươi cho rằng thiệu bình ba thuận theo là vì sợ đại thiền sơn sao? chẳng qua chỉ tạm thời lợi dụng mà thôi. Tình hình Bắc Châu hiện giờ cần một môn phái thực lực không đủ lớn mạnh, e ngại áp lực bên ngoài, có thể tới một mức độ nào đó phối hợp được với y, có thể cho y thời cơ tích lũy thực lực. Nếu lựa chọn một môn phái quá cường thế, bị áp chế khắp nơi sẽ rất khó có không gian cho y phát huy, mà Đại Thiền Sơn chính là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân vì sao y lại lựa chọn Đại Thiền Sơn. chương 760, Đại Thiền Sơn có lựa chọn ra sao? 2. Hoàng trưởng môn, tuy đại thiền sơn trung gian tốt, nhưng chẳng lẽ không biết bản thân đang tứ cố vô thân sao? Các ngươi đã sớm rơi vào trong kế hoạch của thiệu bình ba rồi, bị thiệu bình ba cho cô lập rồi, đến thời cơ thích hợp đến cả một ngoại lực nói chuyện giúp các ngươi cũng không có. Thiệu bình ba chỉ cần dẫn chút lửa là đã có thể nghiền nát khí tế của đại thiền sơn, đại thiền sơn có thể làm được gì? Nói trắng ra là từ đầu tới cuối thiệu bình ba không hề để đại thiền sơn vào mắt, đại thiền sơn chỉ là con cờ trong hoành đồ đại nghiệp của y mà thôi. Nói đến đây, Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu lại nhìn đám người Đại Thiền Sơn, chư vị, ta cũng không tin mọi người không hề phát giác được chút nào Thiệu Bình Ba có ý định mượn lực Bắc Châu khuếch trương dã tâm, các người thực sự cho rằng còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba kia sao? Nghe được lời bàn như vậy, đám người Đại Thiền Sơn đều trầm mặc trong lòng nặng nề. Ánh mắt Quản Phương Nhi ngồi nghe chấp liên tục liếc nhìn Nghiêu Hiếu Đạo hai cái, trong lòng thầm nhỉ miệng lưới kẻ xấu này thật tốt, nói đến mức người ngoài cuộc không biết rõ tình hình như ta đây cũng phải tin. Rõ ràng mưu đồ làm loạn, thấy phản ứng của mấy tay đại thiền sơn bị người ta mưu đồ còn đều tưởng thật có được năng lực thuyết phục này còn phí công làm gì nữa chỉ cần nói chuyện bằng một bữa sáng không phải xong rồi sao nhưu hữu đạo cho nên ta thành thật khuyên hoàng trưởng lão bắc châu đối với đại thiền sơn mà nói đã là nơi thị phi xác thực chính là lời tâm huyết của nhưu Mỗ. hoàng liệt chậm rãi nói vẫn là câu nói kia thiên ngọc môn sao có thể để chúng ta tranh giành nam châu chỉ dựa vào sự ủng hộ của ngươi thôi e là không đủ nhỉ nghiêu hiếu đạo dùng một tay vịn kiếm một tay mở ra thiên ngọc môn sao đủ gây ra sợ hãi đây không phải các ngươi đang đàm phán cùng với ba đại phái nước yến sao để ta đoán một chút ba đại phái chắc chắn không muốn để đại thiền sơn tiếp tục nắm giữ bắc châu điểm ấy hai bên các ngươi cũng khó lòng nhượng bộ được nếu đã như vậy đại thiền sơn không thỏa hiệp nhượng bộ nịnh nọt ba đại môn phái từ bỏ bắc châu đi vào nam châu coi đây là điều kiện để ba đại môn phái chuyển thiên ngọc môn rời tới bắc châu thiên ngọc môn tuy ngồi giữ nam châu trên thực tế lại đối lập với thương chiêu tông chỉ cần thương chiêu tông nắm giữ quyền to thế thường không loạn chỉ cần thương chiêu tông ổn định thế cục nam châu thiên ngọc môn sẽ không cách nào ép bức được ba đại môn phái ba đại phái cưỡng chế ra lệch thiên ngọc môn không dám không nghe theo chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía trước như hữu đạo quay đầu lại nhìn hoàng liệt cười hỏi đại thiền sơn nếu dùng đạo lý này thuyết phục ba đại môn phái ta nghĩ ba đại phái không có lý do gì từ chối điều kiện của đại thiền sơn đại sự đảo mắt lại thành Hoàng liệt trầm ngâm không nói, ánh mắt chấp kịch liệt, có chút rung động, chợt ngẩng đầu lên nói, ngươi sớm đã nói với hoàng trưởng lão không sai, nói cách khác đây chính là dã tâm ngươi đã mưu đồ từ lâu, ngươi đã liệu định sẽ có ngày hôm nay. Đây đều là thế cục ngươi thiết hạ, có đúng không? Nhiều hiểu đạo hỏi ngược lại, điều này có quan trọng không? Được nghe lời ấy, chẳng những hoàng liệt, mà tất cả đám người đại thiền sơn đều kinh hãi, vào giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì sao thiệu bình ba lại nóng lòng muốn diệt trừ người này, Người này thật đáng sợ. Hoàng Liệt xoay người đi, gật đầu một tiếng gọi mấy vị trưởng lão gia đình tụ lại một góc thương lượng. Nưu Hữu Đạo chỉ liếc mắt hai cái, không can dự, biết chuyện lớn như vậy một mình Hoàng Liệt khó có thể làm chủ, cần cùng thương lượng với các lãnh đạo cấp cao của Đại Thiền Sơn sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Quản Phương nghi tiến đến bên cạnh Nưu Hữu Đạo, thấp giọng nói: "Người đấy, không nên sớm nói những lời kia với Hoàng Thông, cũng không nên sớm nói cái gì đầm rồng hang hổ với Hoàng Liệt." hiện giờ xem ra tất cả đều trong kế hoạch của ngươi, như vậy ngươi sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Như hiểu đạo cha kiếm khẽ thở dài, sợ hãi là tốt rồi, đang muốn để bọn họ phải kiêng kỵ, sau này không dám hành động thiếu suy nghĩ với ta nữa. Còn tiếp tục với thiên ngọc môn như vậy nữa không phải kế lâu dài, hậu phương không chắc dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng, trung quy sẽ bị cản trở. Lần này vì muốn quét sạch hậu hoạn thiên ngọc môn ở Nam Châu kia cũng phải quét dọn tai họa ngầm bên trong Nam Châu mới được, chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn, ta sẽ tránh lo âu về sau. Thiên Ngọc môn càng kết thủ oán với chúng ta càng sâu càng khó có thể hòa giải, phải để bọn họ cút ra khỏi Nam Châu mới được. Quản Phương Nghi ẩn nghe ra được khí thế trong lời nói này, lại im lặng không nói thêm gì nữa, nội tâm lại thầm than tuổi còn trẻ đã bị cuốn vào loại sự việc dày vó tâm huyết này, đi từng bước một cho tới hôm nay cũng thật sự không dễ dàng, đổi lại là người bình thường ở cái tuổi này đối diện với dạng thế cục như vậy chỉ sợ sớm đã bị nghiền nát rồi, chỉ e đến cả chết như thế nào cũng không biết ấy chứ đại thiền sơn bên kia sau một hồi thương nghị đã quay trở lại hoàng liệt đi vào trong đình thẳng thắn với nghiêu hữu đạo thiên ngọc môn đi rồi đại thiền sơn chúng ta tới nam châu có gì khác với thiên ngọc môn chứ ngươi sẽ không sợ chúng ta giống thiên ngọc môn trở thành kẻ địch lại nổi dậy tranh chấp với ngươi sao nghiêu hữu đạo lời này của hoàng trưởng môn đã nói đúng vào mấu chốt lật đổ thiên ngọc môn dẫn tới một đại thiền sơn giống như thiên ngọc môn trong tay cũng không có thế lực tu hành khống chế nam châu đuổi thiên ngọc môn đi đối với ta có lợi ích gì Lùi một bước mà nói trong một khoảng thời gian tương đối dài ta khó có khả năng đối nghịch với Thiên Ngọc Môn, đây là đạo lý rất đơn giản. Nhưng đầu óc Thiên Ngọc Môn bị nước vào rồi, rõ ràng đã qua khoảng thời gian dài không ngừng bị thiệu bình ba suối dục ta rời khỏi Nam Châu cũng không chịu bỏ qua, đảo lộn Nam Châu rất vui vẻ sao. Đại cục đã không nhìn được như vậy, vậy ta chỉ có thể không khách khí đối chọi gay gắt thôi. Hoàng liệt tầm ảnh hưởng của ngươi đối với thương chiêu tông quá lớn, không khác với việc khiến Thiên Ngọc Môn mất đi khống chế Nam Châu, đổi lại là bất kỳ môn phái nào cũng sẽ lo lắng tới vấn đề này cũng sẽ không ngồi nhìn diệt trừ ngươi là điều tất nhiên lời này cũng nói rõ tiếng lòng của chính y muốn biết nghiêu hữu đạo có dụng ý chân thật gì đừng đến lúc đó đại thiền sơn lại trở thành một thiên ngọc môn thứ hai bị đuổi ra khỏi nam châu nghiêu hữu đạo buồn cười tâm nhãn của thiên ngọc môn quá nhỏ ngược lại đổi thành ta sai bất luận là ở quận thanh sơn hay đang ở nam châu ta cũng không rút ra được bất kỳ lợi ích nào chỗ tốt đều do thiên ngọc môn nắm giữ khiến ta phải nhọc công khổ sở, lao tâm lao lực nghĩ dành một thế lực ở Nam Châu làm chỗ dựa bảo vệ mình cũng không được sao. Thực không dám giấu giếm, cũng giống như thiệu bình ba, Nam Châu quá nhỏ, không đủ cho dã tâm của Dung Bình quận vương, hắn sớm muộn cũng muốn kiếm chỉ yên đình. Nam Châu, ha ha, Dung Bình quận vương sẽ không để ý, ta cũng sẽ không để ý, đại thiền sơn các ngươi nếu thích thì giữ lại là được, không có ai tranh đoạt với các ngươi. Thiên Ngọc Môn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ thông điều này, chỉ biết một mặt chèn ép và khống chế, hoàn toàn ngược lại là tất nhiên. Hoàng Liệt, theo như lời ngươi nói thì thương chiêu tông cũng giống như thiệu bình ba, đại thiền sơn còn cần chạy từ Bắc Châu tới Nam Châu không? Như Hữu đạo mỉm cười, thế cục ở Nam Châu và Bắc Châu không giống nhau, hơn nữa đại thiền sơn có lựa chọn khác sao? Hoàng Liệt xa sầm mặt, như Hữu đạo, hoàng trưởng môn, xin khuyên một câu, tới Nam Châu cần hiểu rõ một chút. Thương Chiêu Tông tất nhiên là muốn kiếm chị Yến Đình vì để lấy lại công đạo cho nhà bọn họ, ai cản đường Thương Chiêu Tông thì tất sẽ trở thành kẻ thù của Thương Chiêu Tông. Về phần ta, ta sẽ không khuếch trương thế lực ở Nam Châu, cũng sẽ không rút ra lợi ích gì từ Nam Châu, chỗ tốt đều là của các ngươi, đây là lời hứa của ta, ta cũng chướng mắt chút đồ tốt kia, chỉ cần một chỗ dựa sống yên Phật, nếu ai ngay cả chút đảm bảo ấy của ta cũng muốn chặt đứt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. chương 761, còn huynh hoang như thế. Hoàng Liệt nói, tương lai nếu thương Chiêu Tông muốn bành trướng thế lực, chắc chắn sẽ khiến đại thiền sơn phải chịu liên lụy rồi như hữu đạo nở nụ cười nói thế là hơi quá lời rồi thương triều tông không ngu ngốc đến mức ấy sẽ không ỉ lại vào thế lực của đại thiền sơn để mở rộng địa bàn đâu về điểm này lợi ích giữa ta và đại thiền sơn cùng đồng nhất trước khi chưa nắm chắc được việc có khuếch trương được hay không chưa nhắc đến việc đại thiền sơn không hy vọng bị liên lụy mà ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản việc căn cơ ở nam châu của mình bị hủy hoại cho dù đại thiền sơn không áp chế ta cũng sẽ can thiệp và áp chế sẽ không để cho thương triều tông làm sằng làm bậy. Nói cách khác, nếu đã nắm chắc việc có thể thành công khuếch trương, Đại Thiền Sơn còn cần lo lắng gì sao? Chỉ cần Đại Thiền Sơn có công giữ gìn địa bàn, hợp tác vui vẻ với Thương Triều Tông, tất nhiên Thương Triều Tông sẽ xem Đại Thiền Sơn là trợ lực, có thể bạc đãi Đại Thiền Sơn được ư. Làm sao có thể huyên náo khiến chính nội bộ bản thân bất hòa tăng thêm rắc rối cho mình được? Nếu không nắm chắc việc mở rộng địa bàn, vẫn là câu nói kia, lợi ích của ta và ngươi là một, đến lúc đó ta và ngươi sẽ liên thủ áp chế. Quản phương nghi âm thầm chặt lưỡi, chỉ mấy lời đã biến cả hai thành người một nhà rồi. Cả nhóm người đang có mặt đều im lặng, hoàng liệt cùng mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng khó khăn nói, thiệu bình ba quả thực là một nhân tài khó có được, thật đáng tiếc. Lời này có ý gì còn cần nhiều lời sao, cũng không nhất thiết khiến người ta phải nói rõ mọi thứ ra. Nghiêu Hữu đạo cũng nở nụ cười sáng lạn, chắc hẳn thiệu bình ba đã bị người của Đại Thiền Sơn khống chế rồi chứ. Ngụ ý chính là các người muốn lấy thủ cấp của hắn rất dễ dàng, còn do dự gì nữa? Hoàng Liệt không muốn cho hắn được như ý, như vậy dường như là cái gì cũng đã trong dự liệu của đối phương. Thật quá mất mặt nên cố ý ra vẻ giận dữ, khống chế thì khống chế được nhưng không phải chúng ta muốn khống chế y, mà là y tự vào lao mục chứng minh sự trong sạch của mình. Như Hữu đạo sửng sốt, quả thực vô cùng bất ngờ, có ý gì? Lúc sự việc vừa xảy ra, chúng ta đi tìm y đối chất vì tự chứng minh sự trong sạch của bản thân nên y cam chịu tự nhốt mình trong đại lao. Hoàng Liệt nói sơ qua tình huống, sắc mặt nghiêu hữu đạo nhanh chóng thay đổi, sốt ruột nói, không tốt. Hoàng trưởng môn, lập tức đưa tin cho bên Bắc Châu, thông báo đệ tử Đại Thiền Sơn đừng nhiều lời, nhìn thấy Thiệu Bình Ba phải lập tức giết ngay, không được do dự. Hoàng Liệt hơi khinh bỉ, y đã bị khống chế nghiêm mật, còn có thể khiến người bất an như thế, xem ra người vẫn rất kiêm kỵ Thiệu Bình Ba. Đến cả bàn tay đang cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo đến cũng không còn bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói, "Hoàng trưởng môn, ta không đùa giỡn với ngươi đâu. Đừng tưởng y là phàm nhân là dễ khống chế, đừng tưởng rằng người Đại Thiền Sơn bắt y thì có thể xem là khống chế được y, có thể tùy ý gây khó dễ cho y." Nói khó nghe chính là Đại Thiền Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của y. "Hoàng trưởng môn, Thiệu Bình Ba là ai ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải kẻ chờ chết, y đã dám tự vào mục tất có hậu chiêu, không nhân lúc này bất ngờ giết chết thì khi hối hận cũng đã muộn rồi. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Liệt cảm thấy cũng có lý, ngập ngừng hỏi lại, không cần phải vội vàng đến mức đó chứ. Như Hữu đạo quả quyết nói, Hoàng trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, xin hãy lập tức hạ lệnh giết hắn, thấy người phải ra tay ngay, không được do dự. Nếu có thể lấy thủ cấp của y trước bình minh sáng ngày mai, ta sẽ tặng không một con tỏa kỵ phi hành cho Đại Thiền Sơn. Hắn chủ tính lâu như vậy, Uổng phí bao nhiêu tâm tư như vậy để giết chết Thiệu Bình Ba, sao có thể để thất bại ở một bước cuối cùng này được. Hắn biết rõ Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, nếu không nhờ thân phận tu sĩ trong giới tu hành này, nay chết về tay ai còn chưa biết được đâu. Nếu không phải trước kia đã sắp xếp gian tế bên cạnh Thiệu Bình Ba, thì lần này y cũng sẽ không thua thê thảm đến mức ấy. Một khi để Thiệu Bình Ba chạy mất, tương lai sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức khó có thể đoán trước được, lực phá hoại của loại người này không hề bình thường chỉ cần có thể diệt trừ đối thủ chỉ cần có thể thúc đẩy đại thiền sơn ra tay dứt khoát một con tỏa kỵ phi hành có đáng là gì hoàng liệt rất ngạc nhiên không ngờ còn có được niềm vui bất ngờ như vậy liền hỏi có thật không nghiêu hữu đạo khí phách trả lời quyết không nuốt lời quản phương nghi im lặng không nói gì chính ngươi không có lấy đâu ra tỏa kỵ phi hành tặng người ta hoàng liệt nhận được thu hoạch bất ngờ như vậy lập tức quay đầu lại khẽ ra hiệu cho một vị trưởng lão để người kia truyền tin về vị trưởng lão này nhanh chóng rời đi sắp xếp chỉ chốc lát sau bên ngoài đình viện liền có một con kim xí cao phi của đại thiền sơn bay thẳng về hướng bắc châu nhưng nghiêu hữu đạo vẫn bồi hồi vẫn có chút bất an cuối cùng thậm chí còn dừng bước nói không được ta phải tận mắt thấy hắn đền tội ta phải lập tức tới bắc châu nhìn không xác thực được việc thiệu bình ba đã chết hắn không an lòng thiệu bình ba chủ động vào tù hắn nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng hắn luôn lo rằng đại thiền sơn không phải là đối thủ của thiệu bình ba muốn nhanh chóng đến đó, lỡ như có chuyện gì không đúng, hắn cũng có thể đích thân ra tay đối phó Thiệu Bình Ba. Đại Thiền Sơn này bị Thiệu Bình Ba đùa bỡn đã lâu, chắc chắn y cũng đã tìm ra được phương hướng đối phó, hắn thật sự không yên lòng. Hoàng Liệt thì lại không nghĩ như vậy, hiện giờ chạy tới đó cũng không kịp, đợi người tới Bắc Châu rồi thì thủ cấp của y cũng đã sớm rơi xuống đất rồi, yên tâm đi, không mất được đâu. Tới kịp, Ngưu Hữu Đạo chắc chắn bản thân có thể tới kịp, bởi vì hiện giờ trên tay hắn có tỏa kỵ phi hành. Quay đầu lại ra dấu cho viên cương đứng một bên bố trí và an bài, viên cương hiểu ý liền tới hậu viện chuẩn bị, chỉ chốc lát sau một con kim xí sí cũng nhanh chóng rời đi. Như hữu đạo cũng nói rõ với hoàng liệt bản thân có tòa kỵ phi hành, kéo ông ta cùng chạy tới Bắc Châu. Vì có một số tình huống mà bên phía Bắc Châu hoàn toàn không biết, hắn mạo muội chạy tới dễ xuất hiện hiểu lầm gây nên xung đột, làm không tốt sẽ để cho thiệu bình ba có cơ hội chạy thoát, hoàng liệt đích thân lộ diện ở Bắc Châu đương nhiên sẽ khác, đại thiền sơn sẽ nghe lệnh ông ta hắn làm việc cũng thuận tiện mà hoàng liệt cũng bất ngờ việc trong tay hắn đã có sẵn tòa kỵ phi hành cũng muốn nghiệm chứng thật giả thế nào vì vậy đáp ứng như hiếu đạo còn muốn chào từ biệt vạn thú môn không thể ngay cả chủ nhân cũng không chào đã bỏ chạy vì thế hoàng liệt dẫn người đi trước một bước ước hẹn chạm mặt bên ngoài sơn môn vạn thú môn đám người đại thiền sơn vừa đi khỏi như hiếu đạo lập tức tìm chu thiết tử nói chuyện kết bái ta gặp lãnh đạo cao tầng của quý phái sẽ lập tức báo cho họ biết Ai ngờ Chu Thiết Tử vội vàng khoát tay, không cần, không cần, thật sự không cần đâu Nghiêu Huynh. Nghiêu Hữu Đạo kinh ngạc, vì sao? Chu Thiết Tử tìm lý do từ chối. Nghiêu Hữu Đạo nhìn ra dường như hắn ta không muốn kết bái, nhưng vì có việc gấp đang cần làm nên cũng không có thời gian hỏi rõ ngọn nguồn, cũng không miễn cưỡng. chương 762, còn huynh hoang như thế, hai. Dù sao kết bái với hắn cũng đồng nghĩa nhất định phải mạo hiểm, nếu muốn ra mặt ở vạn thú môn tất nhiên cũng sẽ gây ra sóng gió, nếu hiện giờ người ta đã có lựa chọn của riêng mình, hắn quả thực cũng không nên miễn cưỡng, loại việc như kết bái này cũng không miễn cưỡng được. Hai người vốn nên có một đoạn tình cảm kết bái, cũng vì vậy mà bỏ lỡ. Tây Hải đường lần này rốt cục dành chút thời gian gặp Nhiêu Hữu Đạo, cùng đi với Nhiêu Hữu Đạo còn có quản phương nghi. Đành chịu thôi, vẫn là câu nói kia, trên thân nữ nhân này có nhiều phù triện bảo vệ tính mạng, một bảo tiêu như vậy không dùng để hộ thân không khỏi quá đáng tiếc kẻ hiểu rõ tư tình như nghiêu hữu đạo kia tất nhiên sẽ không lãng phí, phàm là địa phương nguy hiểm đều sẽ dẫn nữ nhân này theo. Gặp mặt Tây Hải Đường, hai bên khách sáo một chút, sau đó nghiêu hữu đạo vội vàng rời đi, Tây Hải Đường cũng không có ý giữ lại. Tây Hải Đường tùy tiện sai một đệ tử ra đưa tiến, không tiếp tục bảo Cửu Sơn Đích Thân đưa đi nữa. Sao vậy, thấy ánh mắt cô khi nhìn Tây Hải Đường dường như không đúng, chẳng lẽ cũng quen biết. Trên đường xuống núi, nghiêu hữu đạo hỏi một câu. Quản phương nghi hoài nghi nói, nhìn quen mặt, hình như từng gặp qua. Bà ta cũng không nghĩ ra, chỉ vì thời gian trôi qua quá lâu, mà Tây Hải đường năm đó gặp khi gặp bà cũng không dùng tên thật, áp dụng một số thủ đoạn che giấu thân phận thật sự, năm tháng đổi thay. Ít nhiều gì con người cũng có chút biến hóa, cộng thêm Tây Hải Đường cũng không nguyện nhắc lại chuyện cũng ngưỡng mộ giai nhân năm đó. Quản Phương Nghi cũng không tiện hỏi ra mặt, bà ta biết thanh danh của bản thân, hỏi người ta đường đường trưởng môn vạn thú môn có phải từng cùng lui tới với bà ta hay không có lẽ là một sự sỉ nhục. Hai người đi tới bên ngoài sơn môn đúng lúc hai con hắc ngọc điêu từ trên trời giáng xuống, hai đệ tử ngũ lương sơn khống chế hai con hắc ngọc điêu tới. Bên ngoài sơn môn cách đó không xa đám người hoàng liệt trợn mắt há hốc miệng, thằng nhãi như hữu đạo này còn có tới hai tòa kỵ phi hành. Khó trách nói muốn đưa một con, có tài lực bậc này khó trách chướng mắt chút lợi nam châu kia. Nội tâm Hoàng Liệt Lập như có ngọn lửa đang thiêu đốt, xem ra thằng nhãi này nói thật, có lẽ sau khi nắm được thủ cấp của Thiệu Bình Ba là có thể có được một tòa kỵ phi hành rồi. Đám người quản phương nghi cũng rất kinh ngạc, có chút không thể tin được, như hữu đạo lại có tòa kỵ phi hành, hơn nữa còn là hai con. Sự việc đột ngột này thật sự xuất hiện khiến mấy người phù phương viên vô cùng bất ngờ. Trước khi rời khỏi Nam Châu, Quản Phương Nghi từng nghe Nghiêu Hữu Đạo nói muốn tới bên này lấy tòa kỵ phi hành. Nhưng mãi mà chẳng thấy hắn có hành động gì, vậy mà ngay lúc này bỗng nhiên có. Còn là hai con, làm sao làm được vậy? Quản Phương Nghi đương nhiên không tin như Hiếu Đạo mua về, như Hiếu Đạo nghèo tới mức nào bà ta hiểu rất rõ, trên người ngay cả một đồng tiền cũng không có, cả ngày đều ăn dùng của người khác, hai tòa kỵ phi hành này tối thiểu cũng 20 triệu kim tệ, bỗng nhiên xuất hiện hai con, làm sao làm được vậy? Đệ tử vạn thú đưa tiến và canh cổng cũng có chút bất ngờ. Tài lực của như huynh đệ thật hùng hậu nha. Hoàng Liệt dẫn người bay ngang qua chạm mặt khen hai câu, hai mắt hơi sáng lên. Nghiêu Hữu đạo cười ha ha nói, nhờ ánh sáng của phù phương viên, đây đều là người khác tặng hồng nương thôi. Hoàng Liệt cười ha ha, nhìn quản phương nghi, trong lòng thầm nghĩ khó trách thằng nhãi này muốn đoạt nữ nhân kia tới tay, hóa ra là có mục đích cả. Trần bá, hứa lão lục, lão thập tam cùng nhìn về phía hồng nương, có chút mờ mịt. Quản phương nghi đã không nói được gì nữa, hai con tỏa kỵ phi hành cũng không đưa tất cả mọi người đi, Ngưu Hữu Đạo chỉ dẫn theo Trần Bá và Quản Phương Nghi, Hoàng Liệt thì dẫn theo hai vị trưởng lão. Sáu người khống chế hai con chim bay lên không trung, mọi người còn lại đưa mắt nhìn theo. Về phần đám người viên cương, Ngưu Hữu Đạo đã nói rõ ràng, còn có ba con tòa kỵ phi hành, không nên cùng lôi ra khiến người khác nghi ngờ mà để đám người viên cương xử lý sau. Trong rừng, Triều Thăng Hoài há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Ngưu Hữu Đạo bảo hắn ta chú ý người khác, nhưng hắn ta cũng không dám lơ là Ngưu Hữu Đạo, được biết Nghiêu Hữu Đạo muốn đi mà không nói với mình câu nào nên hắn ta mới vội vàng chạy tới. Ai ngờ lại thấy được một màn như vậy, rõ ràng Nghiêu Hữu Đạo trực tiếp triệu hoán tòa kỵ phi hành bắt ở vạn thú môn tới cửa của vạn thú môn, còn rêu rao như vậy, lá gan này không khỏi cũng quá lớn rồi. Nghiêu Hữu Đạo chẳng coi là gì, chiều thăng hoài lại sợ tới mức hồn bay phách tán. Đợi đến khi định thần lại rồi, nội tâm hắn ta điên cuồng mắng Nghiêu Hữu Đạo là kẻ điên, thứ kia mới tới tay, tên khốn kiếp này đã chẳng thèm kiêng rẻ cái gì, chẳng lẽ không biết khiêm tốn một chút sao? Giữa nồng chống ngoài thành vạn tượng, trình viễn độ cùng mấy đệ tử của Thiên Ngọc Môn đang đứng chờ. Bên này nhận được tin tức vạn thú môn truyền đến, được biết Ngưu Hữu Đạo muốn chào từ biệt vạn thú môn, nên bọn họ lập tức tới thành vạn tượng bố trí chờ tin tức hướng đi của Ngưu Hữu Đạo. Từ xa, hai đệ tử bay vút tới, hai người vừa dừng, trình viễn độ lập tức hỏi tiểu tặc đi về đâu rồi. Hai đệ tử nhìn nhau, một người chắp tay nói khởi bẩm sau khi nghiêu hữu đạo rời khỏi vạn thú môn thì đã cùng đám người trưởng môn hoàng liệt cưỡi hai con phi cầm bay đi rồi trình viễn độ ngạc nhiên có ý gì đệ tử kia lại giải thích một chút nghiêu hữu đạo ngồi tòa kỵ phi hành bay đi mất đi về đâu không biết trình viễn độ lập tức trợn tròn mắt ông đây chạy xa đến đây đợi lâu như vậy vậy mà lại chờ ra kết quả như thế sao sau khi hoàn hồn lại liền hỏi tòa kỵ phi hành ở đâu ra vạn thú môn Đệ tử kia đáp, đã hỏi thăm một số đồng môn từ vạn thú môn, nói là Nghiêu Hữu Đạo có tòa kỵ phi hành của riêng mình. Trình Viễn Độ không biết nói gì, Nghiêu Hữu Đạo có thứ này sao chưa từng nghe tiểu bối tông môn nói qua, đây là ức hiếp bản thân lâu không về hỏi qua thế sự sao. Đùa đấy à, bảo ông ta cưới ngựa đuổi theo tòa kỵ phi hành. Còn chặn giết, đây không phải đùa giỡn sao. Trên không trung, hai con phi cầm đã bắt đầu xác định được quỹ đạo bay ổn định. Thân ở trên cao, phía xuống đại địa minh mông ở phía dưới, mọi thứ trông thật nhỏ bé trong tâm hoàng liệt dân trào cảm giác bao phủ toàn bộ thiên hạ cảm thấy điều này quả thực rất tốt nhưng cũng có chút chán ngán trong tay nghiêu hữu đạo thậm chí có tới hai con tòa kỵ phi hành ông ta đường đường là trưởng môn đại thiền sơn mà mới lần đầu được thưởng thức tư vị được khống chế loài tòa kỵ phi hành này nhưng cũng có thể tìm được lý do an ủi đại thiền sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái hai loài tòa kỵ phi hành này nói khó nghe chính là dựa vào hồng nương bán mình mới đổi lấy được Đại Thiền Sơn vạn vạn không thể ăn loại cơm nhão này, bằng không sao có mặt gặp người khác được đây. Trưởng môn, xem ra Đại Thiền Sơn chúng ta cũng phải sắm lấy một con tòa kỵ phi hành như thế này mới tốt, sau này trưởng môn đi lại cũng thuận tiện. Trưởng lão đồng hành hiển nhiên cũng cảm nhận được liền lên tiếng nịnh ngọt. Hoàng Liệt khẽ lắc đầu nói, không ổn, Đại Thiền Sơn chúng ta còn chưa tới tầng kia, thân là trưởng môn mà chỉ lo hưởng thụ cho bản thân rất khó coi. chương 763, năm con theo như lời ông ta nói thì cũng không phải không mua nổi đường đường người đứng đầu đại thiền sơn nếu cố gắng một chút vẫn có thể mua được nhưng quả thật khó coi ngày thường luôn thúc bên dưới khống chế chi tiêu trưởng môn như ông ta lại đi mua thứ đồ mắc như vậy hưởng dụng nếu làm thế thật thì những đệ tử bên dưới sẽ nhìn ông ta kiểu gì đây hoàng thông hắng một tiếng trưởng môn cũng không thể nói như vậy được cũng vì để thuận tiện khi làm việc thôi mà đến lúc đó trong sơn môn có việc gấp gì có thể sẽ cần sử dụng tới sẽ không làm chậm chế sự việc Hoàng Liệt khẽ nở nụ cười, xem ra ai cũng đều muốn được thơm lây đây, chuyện này nói sau, các khoản cần chi tiêu trong nội môn cũng không nhỏ, lấy ra một lần hơn 10 triệu xác thực không thích hợp, cần chi tiêu cho các khoản khác hơn. Khi trở về xem xem lời Nhiêu Hữu Đạo nói ra có tính không, nếu chắc chắn đưa một con thì khi nội môn có việc gấp, tất cả mọi người có thể sử dụng. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ông ta vẫn nặng nề. Thiệu Bình Ba dù sao cũng đã lao lực vì Đại Thiền Sơn nhiều năm, cùng nhau đi tới ngày hôm nay, Vậy nên cũng thật sự không muốn phải đến bước đường này. Hai vị trưởng lão liên tục đồng ý, ánh mắt cùng nhìn về hướng một con phi cầm phi hành khác đang chở Nưu Hữu Đạo, kết quả lại nhìn thấy Nưu Hữu Đạo đang ôm ấp quản Phương Nghi. Thật ra cũng không phải ôm ấp, mà là quản Phương Nghi kề sát vai quấn lấy Nưu Hữu Đạo, một cánh tay đang khoác lên cần cổ Nưu Hữu Đạo đang thì thầm gì đó, trông có vẻ giống như đang ôm ấp vậy. Thành thật khai báo, hai con tòa kỵ phi hành này từ đâu tới? có phải có liên quan tới dị biến đêm đó ở vạn thú môn không? Miệng quản phương nghi ghé sát bên người như hữu đạo hỏi, thân thể tránh không được cũng càng dán chặt hơn. Nhưng bà ta không quan tâm, bà ta biết như hữu đạo này không biết xấu hổ, cũng sẽ không để ý tới điều đó. Như hữu đạo lướt nhìn Trần Bá ở trước mặt đang khống chế tòa kỵ phi hành, nhưng đầu thấp giọng nói cô cũng đã đoán được còn hỏi cái gì nữa. Quản phương nghi giật mình, khốn kiếp, gan người cũng lớn quá rồi trộm đồ trong nhà người ta còn dám kéo đến cửa nhà rêu rao muốn chết hả như hiếu đạo có gì phải sợ đâu thể nhìn thấy ai cưới thì vạn thú môn liền kéo lại hỏi một chút xem có phải người đó cưới tòa kỵ nhà mình hay không đâu người có thứ này nhiều không kể xiết không thể là người khác tặng cho ta được sao quản phương nghi người trông giống người sử dụng được thứ này sao người ta vừa bị mất đồ người thì khoe khoang đưa cho người ta xem người ta e là không nghi ngờ cũng khó như hữu đạo cười vì một tiếng, con mắt nào của cô nhìn thấy người ta bị mất đồ. Người ta cũng không mất thứ gì, cô lo lắng vớ vẩn cái gì. Quản phương nghi đáp lại, người cho rằng người ta là kẻ ngốc sao. Hai con tỏa kỵ lớn như vậy không thấy đâu, người ta có thể không đếm sao. Như hữu đạo cười ha ha nói, thật đúng là không đếm, hơn nữa người ta cũng không biết đồ đã bị mất. Đùa gì thế, người ta có thể ngay cả bản thân có bao nhiêu con cũng không biết sao dù sao người ta đếm tới đếm lui cũng sẽ không ít có ý gì không có ý gì cả chính là ý này đừng lo ta cũng nói trước mặt đệ tử vạn thú môn rồi đây là người khác tặng cho cô cô nghĩ xem cô quen nhiều gã nam nhân có tiền như vậy tặng hai con có gì là không thể thứ quản phượng nghi cắn răng nói khốn kiếp người châm chọc lão nương có phải không được nếu ngươi đã nói hai con thú phi hành này là của ta vậy từ hôm nay trở đi chính là của lão nương rồi nghiêu hữu đạo quay đầu vẻ mặt cổ quái nhìn bà ta khẩu vị nhỏ như vậy chỉ hai đã thỏa mãn rồi quản phương nghi không nói gì kế tiếp lại hoài nghi nói chẳng lẽ vẫn còn nghiêu hữu đạo duỗi một bàn tay ra quơ quơ cho hai chữ năm con quản phương nghi trừng lớn hai mắt thật hay giả nghiêu hữu đạo đương nhiên là thật ta không phải nói tặng quà cho cô sao năm con thú tỏa kỵ phi hành tặng cô hài lòng không niềm vui bất ngờ này tới quá đột ngột quản phương nghi không thể tin được còn ba con nữa ở đâu không tiện lộ diện, đám hầu tử chăm sóc ở phía sau, quay về sẽ hội họp chúng ta. Sao, lễ vật này cũng không thể khiến cô thỏa mãn sao? Ha ha, tâm quản phương nghi như hoa nở rộ, nhận được một niềm vui bất ngờ to lớn, năm con hắc ngọc điêu giá chỉ tối thiểu cũng phải 50 triệu kim tệ nha, sao có thể không vui? Bà ta còn không kìm nén được sự vui mừng, bỗng nhiên ôm chặt cổ của hắn, trực tiếp dầu môi hôn lên mặt hắn một cái. Nói hay lắm, đưa cho ta rồi không cho phép đổi ý đừng ôm ấp khó coi như hữu đạo lau mặt sợ cái gì cao như vậy không có mấy người nhìn thấy đâu lão nương chủ động ôm ấp yêu thương ngươi chẳng lén vui mừng ấy chứ đừng được tiện nghi còn khoe mẽ được tiện nghi còn khoe mẽ ta đây thanh nộn như vậy ta thấy là trâu già gặm cỏ non chứ nhỉ ngươi nói gì ngươi thử nói lại lần nữa xem có tin lão nương đạp một cước cho ngươi bay xuống không một câu này dùng giọng điệu hét lớn trần bá quay đầu lại liếc nhìn thấy nghiêu Hữu Đạo rụt cổ bị quản phương nghi nhào ôm, quản phương nghi tỏ vẻ có ý đồ phi lễ người ta. Ông ta thật sự nhìn không được nữa rồi, chỉ lắc đầu, phát hiện bà chủ này thật đúng là càng ngày càng phóng khoáng. Cả đoàn người xuyên qua làn mây mù, quản phương nghi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, cảm thấy giữ nhiều phi cầm như vậy sai xử không khỏi cũng quá rêu rao rồi, cân nhắc không biết có nên bán đi ba con hay không. Bà ta cảm thấy đổi thành vài chục triệu kim tệ tới tay vững hơn nhiều, nếu không giữ lại trong tay tương đương với hàng năm đều phải tiêu hao hết một lượng kim tệ lớn thật sự không có lời nghiêu hữu đạo cũng nghe thấy tạm thời để bà ta tự đùa tự vui chẳng muốn dội cho bà ta gáo nước lạnh, thứ này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được người muốn mua đều đi mua theo cách thông thường có bảo đảm ai sẽ mua của bà ta tính toán sổ sách một hồi quản phương nghi có chút cảm khái ban đầu còn tưởng ngươi đến vì báo thù cho hắc mẫu đơn không ngờ lại thật sự tới lấy thứ này sắc mặt nghiêu hữu đạo trượt lạnh không muốn nói thêm việc này, món nợ cũ chỉ có trong lòng hắn mới hiểu rõ ràng nhất, thù đã bắt đầu báo, đã kéo chiều kính xuống nước. Muốn làm chiều kính sụp đổ đối với hắn mà nói đã không phải mức độ khó khăn gì, chẳng qua nếu chỉ giết chết chiều kính không khỏi quá có lợi cho gã, sao có thể để chiều kính thống khoái như vậy được, mà vì báo thù mà khiến bản thân phải cuốn vào cũng không cần thiết. Ánh mắt quản phương nghi liếc nhìn sang đám người đại thiền sơn bên kia, dọc đường đi rảnh rỗi không có việc gì làm lại quấn quyết nghiêu hữu đạo thăm hỏi tình huống cụ thể thân ở trên không không tiện làng tránh, sự tình đã đến nước này cũng không có gì cần giấu, vì thế nên Nghiêu Hữu Đạo liền kể đại khái một chút. Sau khi quản phương nghi biết rõ được có thể nói thổn thức không thôi. Trước kia nghe lời thuyết phục của Nghiêu Hữu Đạo còn tưởng Nghiêu Hữu Đạo muốn kéo Đại Thiền Sơn tới Nam Châu ngăn Thiên Ngọc Môn, ai ngờ tên này chỉ phá hư bên phía sáu đại môn phái một chút đã kéo Thiệu Bình Ba vào tuyệt lộ, hiện giờ còn muốn đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi cửa, muốn giải quyết nỗi lo về sau ở Nam Châu. Quan trọng chính là lợi dụng sáu đại môn phái còn có thể im hơi lặng tiếng mà nhổ ra vạn mộc, không dính một phiến lá cây nào, không để ý tới, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ phiền phức nào. Còn lợi dụng văn tâm chiếu trừ đi phiền toái Trần Đình Tú, tránh vướng tay vướng chân ở vạn thú môn. Tuyệt hơn chính là ngay dưới mí mắt vạn thú môn đột một trộm năm con hắc ngọc biêu trong tay vạn thú môn đi, đây quả thực như đang nói giỡn. chương 764, bị thằng nhãi kia lừa. Một, bản thân ở vạn thú môn đần động ngây người mấy ngày nay chưa từng nghĩ tới tên này đã không mảy may cảm xúc cùng đồng thời làm ra được nhiều chuyện như vậy, quản phương nghi thành thật đã bị ngạc nhiên quá lớn. Bà ta không biết rằng Nhiêu Hữu Đạo còn đồng thời hoàn thành bố cục nhằm vào chiều kính, đã trồng dây thường vào cổ chiều kính rồi. Chẳng qua có một số chuyện Nhiêu Hiếu Đạo chỉ làm mà không nói với người khác mà thôi. Hắn chưa bao giờ ồn ào đòi báo thù cho hắc mẫu đơn, dù hắc mẫu đơn chết trong lòng hắn thì hắn cũng chỉ ngồi ở mũi thuyền lẳng lặng ôm hắc mẫu đơn một tiếng cũng không than trong màn đêm phủ thứ sử bắc châu một con kim xí đáp xuống bên trong nhà chính nguyệt điệp rơi xuống xà nhà một mình trung dương húc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn một đệ tử đi vào đưa một phong mật tín vào trong tay trung dương húc ánh mắt gian nan rời khỏi nội dung trên mật tín gò má trung dương húc căng cứng hít sâu một hơi thần sắc ngưng trọng dị thường Y không ngờ tông môn cuối cùng quyết định như vậy, cũng không biết bên vạn thú môn tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Pháp chỉ của trưởng môn rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết, y nhất định phải chấp hành. Trung Dương hút chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, lập tức khống chế thiệu đăng vân, phòng ngừa xảy ra rối loạn. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh, đệ tử Đại Thiền Sơn trong phủ thứ sử lập tức hành động. Trong địa lao, trên vách tường hai bên có một chén đèn dầu, trong đó có một chiếc vụt một tiếng dập tắt khiến ánh sáng trong đại lao mở ảo hơn không ít thiệu ba tỉnh ngồi trên đệm lót bên ngoài lao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về ngọn đèn nhỏ bị dập tắt môi hơi run rẩy thiệu bình ba đứng chắp tay trong lao chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn ngọn đèn dập tắt kia chậm rãi nhắm hai mắt lại gương mặt dần lộ ra thần sắc không chịu nổi rất thống khổ ánh nến bên này chờ tối chút khiến hai tu sĩ canh giữ trong nhà tù chú ý một người lắc mình đáp xuống ngoài lao tù xem xét không thấy có gì khác lạ thiệu tam tỉnh ngơ ngác nhìn thiệu bình ba ở bên trong có người nên ông không dám lộ ra manh mối gì, nhưng ánh mắt rất phức tạp nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba nhắm mắt cúi đầu từ từ nói, đèn tắt, thêm dầu thắp đi, rõ, Thiệu Tam tỉnh không người, rút xích sắt cửa tù, mở cửa đi vào ngay trước mặt tu sĩ kia. Thiệu Tam tỉnh có thể tự do ra vào lao tù không lạ, Thiệu Bình Ba không phải phạm nhân thật sự, Đại Thiền Sơn không làm quá ác, cho phép Thiệu Tam tỉnh đi vào chăm sóc cho Thiệu Bình Ba. Thiệu Tam tỉnh đến gần ngọn đèn gắn trên vách tường, tu sĩ không phát hiện có gì khác lạ xoay người đi. Đèn tắt lại được đốt sáng, thiệu tam tỉnh khẽ kêu. Đại công tử, thiệu bình ba nhẹ lắc đầu nói. Không vội, có lẽ là hiểu lầm, chờ quan sát kỹ hơn. Thiệu bình ba xoay người đi tới gần song sắt ngăn cách, mắt nhìn hướng cửa lao chờ đợi. Ngoài lao mơ hồ truyền đến tiếng quát của Trung Dương Húc. Mở cửa, có tiếng xích sắt rào rào, cửa tù kết một tiếng mở ra, vài người đi vào, Trung Dương Húc đi đầu, hai đệ tử trông chừng trong tù nhanh chóng hành lễ. Sư phụ, thiệu bình ba bị nhốt trong lao tù nhìn chằm chằm Trung Dương hút cầm bảo kiếm sải bước đi tới, cơ mặt co giật, chút hy vọng cuối cùng tan vỡ. Trung Dương hút thấy thiệu bình ba đứng trong tù, nhìn y chằm chằm, biểu tình trầm trọng bước lại gần. Thiệu bình ba dù ống tay áo hai tay khoanh lại, không người từ xa bái, lớn tiếng nói. Xin bá phụ đừng bị thương phụ thân tiểu điệt. Thiệu Tam tỉnh đứng trước ngọn đèn chụp ngay điểm yếu đèn trên tường, đẩy mạnh, vách tường kêu rắc một tiếng đột nhiên một hàng rào sắt dáng xuống hành lang địa lao dầm một tiếng mặt đất rung rinh đám người trung dương hút giật nảy mình hàng rào sắt dáng xuống hòn đá như núi lở rơi lộp độp che thân hình gặp biến không sợ chắp tay vái từ xa đám người giật mình kêu lên a à, trung dương húc vừa kinh vừa giận keng một tiếng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ liên tục chém văng đất đá đi keng 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 bảo kiếm chém vào hàng rào sắt ngăn cách nhưng chỉ để lại vết hẳn chứ không thể chặt đứt hàng rào sắt này đúc bằng tinh cương thượng đẳng trung dương hút giận dữ vỗ trưởng liên tục phá một lỗ hồng sông vào nhưng không thấy bóng dáng ai trong lao tù phía cuối địa lao nữa thiệu bình ba thiệu tam tỉnh đã biến mất đã thấy thiệu tam tỉnh đẩy ngọn đèn nên trung dương hút lắc người vào cũng đẩy đèn nguyên vách tường buông lỏng trung dương hút thuận tay đẩy vách tường hơi xoay sang bên lộ ra đường hầm đen ngòm có bậc thang kéo dài xuống dưới trung dương hút gầm lên chạy không xa đuổi theo nhìn thấy liền giết mấy con nguyệt điệp bay ra mấy đệ tử đại thiền sơn lục tục chui vào đường ngầm trung dương húc cũng chui vào nguyệt điệp dương cánh bay nhanh trong đường ngầm đường rất dài không biết thông hướng nơi nào chạy tới một nửa trung dương húc nhận ra có điều lạ bằng vào tốc độ của phàm phu tục tử thiệu bình ba không thể nào chạy nhanh đến vậy với tốc độ của họ lẽ ra nên bắt kịp mới đúng đến cuối đám người chạy tới cuối đường ngầm họ phát hiện một căn phòng đá ngoài ra không có đường nào khác ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp chiếu trong phòng đá bảy bàn ghế Đám người vội vàng gõ bốn vách tường và nền đất, thì pháp điều tra xem có đường ngầm nào khác không. Trung Dương húc đến bên cạnh bàn thấy đặt một tờ giấy, bên trên có hàng chữ, tha cho các người một mạng, đừng bị thương phụ thân ta, tránh cho đại thiền sơn bị hỏa diệt môn. Kết hợp hoàn cảnh không khó hiểu ý nghĩa tờ giấy, như đang nói có thể dụ các ngươi đến chỗ này thì giết các ngươi dễ như trở bàn tay, không giết các ngươi là vì lo cho phụ thân của ta. Ta bỏ qua các ngươi, các ngươi không được tổn thương phụ thân, nếu không ta sẽ diệt môn đại thiền sơn. Trung Dương Húc hét to, bị tiểu tử lừa, Trung Dương Húc siết chặt tờ giấy, tức giận người run run. Rất rõ ràng lời cảnh báo này không phải vừa rồi vội vàng viết, nhìn độ mới cũ của chữ viết là biết tờ giấy đã được đặt sẵn trong đây từ lâu dự phòng cho lúc này đến. Thiệu bình ba người ta nếu không trốn thì họ sẽ không thấy lá thư này, ngược lại sẽ nhìn thấy. Tức là cái gọi là đại thiền sơn bắt nhốt trông chừng chỉ là trò cười, nếu người ta muốn chạy trốn thì đã trốn đi từ lâu, chẳng cần chờ đến bây giờ nhớ lại thiệu bình ba không chút hoang mang chắp tay từ biệt ung dung bình tĩnh nhàn nhã vô cùng xem đại thiền sơn như không có gì như một cái tát vào mặt trưởng lão đại thiền sơn tỏa trấn phủ thứ sử này hỏi sao trung dương húc không giận cho được nếu để thiệu bình ba chạy mất ngay trước mí mắt thì trung dương húc biết ăn nói thế nào với tông môn trung dương húc gầm lên dọc đường chắc chắn có đường ngầm khác soát cho ta tiếng giống làm phòng đá ù ù đúng như trung dương húc nói một đám người mất chút thời gian tìm kiếm thật sự phát hiện một đường ngầm khác trong đường hầm đường ngầm này cách lối vào đường hầm không xa nhưng không biết cơ quan mở ra ở đâu ầm vang cửa vào đường ngầm bị cứng rắn đánh sập đám người trung dương hút lại xông vào phát hiện vết máu trên vách tường dưới đất cũng có vết máu ngoài thành trong một tòa trang cửa một căn phòng tạp vật đơn độc bị đẩy ra thiệu bình ba thiệu tam tỉnh đón tia ban mai bước ra người cầm đang quét sân thấy thiệu tam tỉnh liền quăng trổi chạy tới bái kiến a u a u thiệu tam tỉnh trầm giọng hỏi người ở đâu người cầm hoa tay múa chân dẫn hai người đi nhanh a u -a u o một cánh cửa khép kín bị đẩy ra sáu người ngồi trên hai hàng ghế sáu người khoác áo choàng đen cùng quay đầu nhìn ba người đi vào thiệu tam tỉnh phất tay ra hiệu người cầm đi xuống chắp tay hướng sáu người các vị có thể đi chương 765, bị thằng nhãi kia lừa hai sáu người đứng dậy một người nhận ra thiệu bình ba lấy làm lạ hỏi Thiệu đại công tử, người đó nhìn bàn tay chảy máu của thiệu bình ba, hỏi. Tay của công tử sao vậy? Thiệu bình ba giơ tay nhìn, lúc trước y không nhịn được nên đấm vào vách tường đường ngầm làm tay bị thương. Thiệu bình ba bình tĩnh nói. Vết thương nhỏ, không sao, đi thôi. Người kia hỏi, người muốn hộ tống đâu? Thiệu bình ba chỉ vào mình và thiệu tam tỉnh. Người kia kinh ngạc hỏi, là hai người, thiệu đại công tử muốn rời khỏi Bắc Châu. Bọn họ phụng mệnh đến đón người, bên trên không nói là ai, họ không biết mục tiêu đưa đi là ai thiệu bình ba hỏi quy củ của hiểu nguyệt các đã sửa đổi sao đừng hỏi nhiều chờ lát sau ta sẽ giải thích truy binh đang ở phía sau nếu không đi thì không kịp thiệu bình ba đã nói vậy thì đám người trong phòng không dám dây dưa lâu hành động ngay lát sau ba con chim to bay lên khỏi trang biến mất phía xa người câm kia đứng trong sân khóc dòng phất tay hướng người bay trên trời trong tia ban mai thiệu bình ba ở trên trời bị ánh mặt trời nhuộm vàng y quay dầu nhìn phủ thành Bắc Châu phồn hoa phía xa, biểu tình lưu luyến khó tả. Y đã chút xuống bao nhiêu tâm huyết cho phủ thành này, mảnh đất này. Cứ buông bỏ, rời đi như vậy sao? Thiệu bình ba không còn cách nào, nếu không đi thì mọi thứ xong hết. Đi rồi tuy tâm huyết mấy năm nay thành dã tràng xe cát, nhưng núi xanh còn đó không lo không có củi đốt. Thiệu bình ba còn chưa biết nhiều tình huống, y thậm chí không rõ bên vạn thú môn xảy ra chuyện gì mà khiến Đại Thiền Sơn làm ra quyết định như vậy. Tuy bất ngờ nhưng hợp tình hợp lý, kết cục như vậy chẳng qua là xác minh suy đoán của vạn thú môn, như hữu đạo tự mình tỏa chấn ở vạn thú môn đã ra tay, quả nhiên đại thiền sơn không đấu lại hắn, cuối cùng vẫn để hắn thành công. Thua, thua rất thảm, mấy năm nay bỏ ra công sức đều bị một tay như hữu đạo phá hủy. Thiệu bình ba bỗng hộp máu, phụt, thiệu bình ba giơ tay che tim, ngã ra sau, sắc mặt tái nhợt như giấy. Thiệu đại công tử, người khoác áo choàng ở bên cạnh vội đỡ thiệu bình ba, thi pháp kiểm tra sau đó móc ra một viên đan dược nhét vào miệng y, vận khí điều dưỡng giúp. Thiệu Tam tỉnh ngồi trên chim bay gần không chịu nổi lắc đầu khóc giống. Đại công tử, đám người mặc áo choàng đen quay sang ngó nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong trang ngoài thành, phòng tạp vật đơn độc sụp đổ, mấy bóng người nhảy ra. Trung Dương hút rút kiếm nhìn quanh, sát khí tứ răng. Đám người đại thiền sơn truy sát suốt cuộc tìm ra chỗ này, nhưng có tìm được cũng vô dụng, bị thiệu bình ba lừa chạy một vòng đã đến chậm một đệ tử đại thiền sơn dứng trước mặt đại thống lĩnh mặc giáp hộ vệ phủ thành bắc châu giống to tạ đại thống lĩnh ta kêu ngươi lập tức hạ lệnh phong thành tìm tòi ngươi không nghe thấy mấy đệ tử đại thiền sơn khác đứng sau lưng người này tạ đại thống lĩnh lắc đầu nói ta phải thấy thủ dụ của châu mục đại nhân mới được xoẹt đệ tử đại thiền sơn tức giận rút kiếm lưới kiếm chĩa vào cổ đối phương ngươi chán sống phải không châu mục của các ngươi cũng phải nghe lời đại thiền sơn chúng ta lời của Đại Thiền Sơn là quân lệnh của châu mục các ngươi. Tạ Đại Thống lĩnh trầm giọng nói, không có thủ dụ của Đại Tướng quân không dám phụng mệnh. Đệ tử kia tức giận hỏi, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Tạ Đại Thống lĩnh nói, Đại Tướng quân có lệnh không có thủ dụ từ tay Đại Tướng quân viết không ai được tự tiện điều động người ngựa, xin pháp sư thỉnh thủ dụ của Đại Tướng quân trước. Phụt, vòi máu phun ra, đệ tử một kiếm cắt đứt cổ Tạ Đại Thống lĩnh, gã phun máu ngã xuống đất kiếm dính máu chỉ hướng một vị khác trong đám tướng lĩnh